Chào các bạn ha. Trước khi mình bắt đầu nội dung tiếp theo thì thầy sẽ sửa bài nha. Bữa là thầy có cho bài tập về nhà gồm hai nội dung. Nội dung thứ nhất là vẽ lại công thức của các anh Calois, và nội dung thứ hai đó là chúng ta cho biết những cái thông tin đi kèm hay là những cái tính chất của các cái anh Calois trên, đúng không? Thì bữa là thầy chỉ trích khoảng 5 câu liên quan thôi. Còn ở đây thì chúng ta sẽ làm một cách tổng quát nhất nha. Câu thứ nhất đó là vẽ công thức của các anh Calois sau. Câu này 5 điểm và mỗi kia anh Calois đúng thì chúng ta được 0.5, đúng không? Đây là một cái câu khá là dễ ha. Tuy nhiên thì bữa hôm qua thầy có ngồi chấm khoảng 60 bài. Có một số bài thì bị mất điểm rất là vô duyên. Thì bây giờ chúng ta sẽ xem một số cái lỗi mà các bạn hay gặp. Ví dụ như đây là một bài của một bạn. Thầy xin giấu tên nha. Nhưng mà chúng ta sẽ bây giờ phân tích coi thử là bạn sai cái gì. Thứ nhất, và cũng như là những cái lỗi sai này á, các em hay sai và những bạn khác cũng sai, chứ không phải là bạn này sai đâu, nhiều bạn khác cũng sai. Thứ nhất là công thức của morphin. Thì đối với morphin á, các em hay bị sai cái gì? Một trong những cái lỗi sai cơ bản nhất của các em đó là mình thiếu cái vòng benzen, tức là chỗ này. Cái này bạn này làm đúng ha, tức là một trong những lỗi sai cơ bản là thiếu cái vòng benzen. Mà cái vòng benzen chính là cái thứ quan trọng của cái morphin để tạo ra cái tính lượng tính mà quên mất tiêu. Lỗi thứ hai đó là thiếu mất tiêu liên kết đôi chỗ này. Như vậy là bài này, công thức này bạn mình vẽ bị thiếu một liên kết đôi. Bạn mình vẽ bị thiếu một liên kết đôi, mất nửa điểm. Tiếp tục. Có một bạn vẽ bị thiếu cái gì nữa? Thiếu số CH3. Chỉ việc vẽ lại thôi, thiếu này, thiếu CH3. Và là coi như đây là ba lỗi mà hôm qua thầy chấm bài thầy thấy. Trong đó cái lỗi phổ biến nhất đó là thiếu vòng benzen. Được chưa? Rồi. Công thức thứ hai đó là sweetening. Sweetening nhìn công thức của nó, các bạn quá tập trung vào những cái vòng và bạn quên mất một điều, nó mất đi một liên kết đôi chỗ này. Nó thiếu một liên kết đôi chỗ này. Nó thiếu một liên kết đôi. Rồi gì nữa? Có nhiều bạn mãi vẽ cái vòng mà quên mất tiêu. Nó là một anh calic có 2 meter. Các bạn vẽ thiếu 1 meter. Đó. Như vậy là mình bị mất nửa điểm do bị mất cái lỗi đó nha. Rồi, đây là hai lỗi của morphin và sweetening mà thầy thấy. Tiếp theo đó là colchicine. Cái lỗi của colchicine là gì? Thầy bữa thầy nói colchicine là hợp chất được cấu tạo bởi hai cái vòng bảy cạnh. Nhìn vô đây, không thấy vòng bảy cạnh mà bạn lại vẽ nhầm thành vòng gì? Sáu cạnh. Chỗ này. Thứ nhất, lỗi sai thứ nhất, vẽ sai vòng. Có những bạn vẽ vòng sáu cạnh đúng không ạ? Trong khi cái vòng đó là vòng bảy cạnh. Thầy nhầm cái vòng đó ở chỗ đó. Vòng bảy cạnh chỗ này. Thứ hai là chỗ cái vòng bảy cạnh này bạn quên liên kết đôi. Như vậy sẽ có hai cái lỗi sai mà các bạn hay nhầm rồi nhiều nha, chứ không phải là một vài bạn đâu. Đó là quên mất tiêu liên kết đôi. Vậy đây là hai lỗi của colchicine. Tiếp theo, cocaine. Cocaine thì dễ, không gì sai hết ha. Nicotine, đây lỗi sai của nicotine. Một cái anh vô cùng đơn giản mà vẫn bị sai. Lỗi sai thứ nhất đó là vòng nitơ. Cái vòng nitơ này bạn thiếu liên kết đôi. Vòng pyridine mà quên mất tiêu liên kết đôi, biến thành một cái vòng nơ chất quốc. Và nhiều bạn á bị ám ảnh cái liên kết đôi đến mức mà bưng qua luôn cái vòng này luôn. Tức là vẽ cà phê bên cạnh á, cái gạch hai liên kết đôi hai bên luôn. Sai. Hai lỗi sai hay gặp của nicotine. Lỗi sai hay gặp của caffeine là gì? Đó là caffeine thì không, nhưng không có ai sai hết, chỉ có một bạn bị sai thôi. Quên mất tiêu chữ oxy ở đây. Ghi liên kết đôi mà không ghi chữ O. Như vậy là không đúng. Được chưa? 5 điểm dễ dàng như vậy đó mà vẫn để hụt ha. Và một trong những cái lỗi sai mà khi mà tôi chấm bài, tôi cảm thấy rất là ức chế, rất là tiếc cho mấy bạn, đó là barbarin. Không biết là mấy bạn tham khảo chung một cái nguồn nào đó hay không. Thậm chí bạn chỉ cần lên Google, bạn gõ barbarin
là nó sẽ ra công thức của nó rồi. Trong slide thì cũng đã vẽ sẵn rất là rõ ràng rồi. Và barbarin là một alkalic nitơ bậc 4. Barbarin là alkalic nitơ bậc 4. Tức là nitơ này phải có dấu cộng. Và gần như 1/3 số bài các bạn gặp cho thầy không có bài nào có dấu cộng hết á. Biết là tham khảo từ cái nguồn nào mà nguyên một dàn không có dấu cộng mà mất cái dấu cộng thì đó là phải là barbarin. Đây, chỗ này là cái lỗi hay bị gặp nhất. Có những bạn được 5 điểm nhưng có những bạn 4,5, có những bạn 4 là bởi vì những cái lỗi sai mà nó ngớ ngẩn như vậy. Bởi vì barbarin là phải có nitơ bậc 4 nhưng mình lại không có. Rất là tiếc. Và cuối cùng scopolamine và atropine thì không có gì sai cả. Khá là được, coi có sai chỗ nào không ta. 1, 2, 3, 4, 5, 6 hình như là không sao, bài này bình thường. Thì cái chỗ atropine và scopolamine này á, có nhiều bạn vẽ có mỗi vẽ cái vòng, vẽ cái khung tropanol mà vẽ cái khung tropanol mà không có vẽ công thức của atropine. Có một bạn thôi là chỉ vẽ khung tropanol không có vẽ công thức của atropine thì bạn bị sai. Nhưng mà nói chung là atropine, scopolamine và cocaine thì các em vẽ rất là chính xác. Không nhất thiết các em phải vẽ cấu dạng như thế này đâu, vẽ cấu dạng này dễ bị nhầm lắm, rất là dễ bị nhầm. Thì em vẽ công thức phẳng là được rồi. Chỉ có một số lỗi sai, ví dụ như barbarin thiếu nitơ bậc 4 nè, rồi caffeine thiếu liên kết cetone, nicotine dư liên kết đôi hoặc thiếu liên kết đôi, cochicin sai cái vòng bảy cạnh, cysteine thiếu nitơ hoặc thiếu liên kết đôi, và đặc biệt là morphine thì hay bị sai là chỗ gốc OH. Còn lại thì đúng hết nha, thầy mới chấm khoảng 60 bài thôi, còn 40 bài chút nữa mình thầy gọi là nghỉ giải lao rồi thầy chấm tiếp ha. Cái cảm giác mà tìm được một cái lỗi sai nó khá là thú vị. Rồi bây giờ qua câu tiếp theo, đó là chọn nhiều đáp án đúng. Ở đây chúng ta có 10 alkalic và 10 alkalic này gọi là khá là tiêu biểu ha, khá là quan trọng. Thì bây giờ mình sẽ điền cái tính chất tương ứng với các alkalic này. Phần này thì quan trọng hơn nên thầy sẽ sửa kỹ hơn nha. Câu hỏi số 1, hãy chọn những alkalic có tính kiềm mạnh hơn natri carbonate. Vậy các bạn cho thầy biết alkalic nào có tính kiềm mạnh hơn natri carbonate. Đúng rồi, nếu muốn nó mạnh hơn natri carbonate thì nó phải có tính kiềm được thể hiện ở nitơ bậc 4, bạc và ban, hoặc nó được cấu tạo bởi pyridin. Vậy ở đây, đáp án này chúng ta sẽ lựa chọn là 1 và gì? Và 7. Nicotine và bạc pyridin. Tiếp theo, alkali không có khả năng tạo muối. Không tạo được muối, tức là nó không có tính kiềm. Thầy diễn giải ha. Không tạo được muối, tức là nó không có tính kiềm. Mà không có tính kiềm nghĩa là nó được cấu tạo bởi liên kết amid, và các bạn trả lời rất là chính xác, đó là colchicin. Ngoài ra thì mình còn có capsaicin cũng được, nhưng mà ở đây không có thì thôi. Thăng hoa, cái này dễ đúng không? Thăng hoa thì đó là tính chất của gì? Dễ mà cũng sai nha. Thăng hoa mà cuối cùng ghi lộn là nicotine á. Thăng hoa thì phải là caffeine. Các em hay nhầm giữa caffeine và nicotine với nhau. Thăng hoa thì là caffeine. Tiếp theo là thủy phân. Alkalic mà nó bị thủy phân nghĩa là những alkalic này được cấu tạo bởi liên kết ester. Hãy chỉ ra những alkalic có khả năng thủy phân nè. Chín, đúng rồi, aconitin bị thủy phân. 4, 7, 9, 10 nó sẽ có 10 trong đây. Đồng ý, liên kết amid cũng bị thủy phân. Bạn mình nói đúng á, colchicin nó có liên kết amid thì nó vẫn bị thủy phân nha. 3, 4, 5, 9 ở đây thì thầy muốn nói về thứ nhất là những liên kết ST chứ ha, sẽ là 3, 4, 5, 9, tức là 4 cái alkalic có khả năng bị thủy phân trong môi trường kiềm, và sự thủy phân này nó sẽ ảnh hưởng đến cái tác dụng của nó đúng không. Và nếu mà em nhìn kỹ như bạn mình nói nữa thì nó còn có colchicin nữa, cho nên là các bạn có thể chọn thêm colchicin, bởi vì colchicin là liên kết amid mà amid thì nó cũng bị thủy phân. Chỉ nên thủy phân bằng natri carbonate. Chỉ nên thủy phân bằng natri carbonate hay nôm na người ta dễ hiểu hơn là tính kiềm mạnh hơn
ammoniac nhưng yếu hơn natri carbonate. Thế thôi. À, thủy phân bằng natri carbonate tức là thủy phân bằng natri carbonate tức là yếu hơn natri carbonate và mạnh hơn ammonia, vì thứ tự các cái kiềm chúng ta sẽ tăng dần. Đầu tiên là kiềm tăng dần dần thì lần lượt sẽ là NH3, natri carbonate và NaOH. Tính kiềm lần lượt như vậy mà. Cho nên là nếu mà chỉ nên thủy phân bằng NaOH, Na2CO3, tức là tính kiềm của nó trước hết là nó phải mạnh hơn ammoniac cả. Và mình không nên kiềm hóa bằng natri hydroxit bởi vì nó bị thủy phân. Và trong này để mà mạnh hơn natri của nó thì chỉ có một trường hợp thôi, đó là gì? Atropine. Vì atropine tính kiềm mạnh hơn amon nhé, nhưng mà nó dễ bị thủy phân nên người ta dùng một kiềm trung bình vừa phải thôi, đừng mạnh quá. Tan được trong nước ở dạng bazơ, tan được trong nước ở dạng bazơ thì mình chọn cái nào mấy bạn? Tan được trong nước ở dạng bazơ. Alkalit thông thường sẽ không tan được trong nước ở dạng bazơ, bởi vì dạng bazơ thì kém phân cực, sao nó tan trong nước được? Trừ khi alkalit đã lượng tính, tức là gì? Morphine lượng tính đúng không? Morphine lượng tính thì chắc chắn nó sẽ tan được trong kiềm, bởi vì nó tạo được muối. Vì thế ở đây morphine là một. Thứ hai đó là bảy, đúng rồi, bạc barin, bởi vì bạc barin là dạng bazơ, nó phân cực, nó luôn luôn phân cực trong mọi điều kiện. Lý thuyết thì nhớ đó, nhưng mà vẽ mô anh tốc tiêu dấu cộng. Và như vậy ở đây đáp án của mình sẽ là 6 và 7. Còn colchicine thì nó không tan trong nước bạn ơi, bởi vì colchicine nó đâu có dạng bazơ, là một. Thứ hai đó là colchicine đó là hợp chất kém phân cực, em coi colchicine như là một hợp chất hữu cơ bình thường thôi. Ở đây tan được trong nước ở dạng bazơ thì ngoài morphine thì còn có bạc, chưa hết, còn nữa, còn caffeine để cho mình uống cà phê hàng ngày nè, còn atropine và còn scopolamine, còn gì nữa, còn nicotine để người ta ngăn ngừa cái độc tính của nicotine nữa. Như vậy đây tổng cộng là 6 cái chứ không phải chỉ là 2 cái thôi nha mấy bạn. 6 cái, thứ nhất là nicotine, thứ hai là atropine và scopolamine, thứ ba đó là caffeine, thứ tư là barbarin, và thứ sáu đó là morphine. Tiếp theo, alkaloid mà có khả năng cất kéo được theo hơi nước, thì chắc chắn đó là gì? Sao lại là chín? Chín là sai rồi. Aconitin đâu cất kéo được, mà là gì? Một. Cái này là cái thứ tự nó khác so với cái thứ tự thầy cho bài tập về nhà của các bạn đúng không? Cho nên là các bạn mình chỉnh lại, mình trả lời đáp án giống cái đáp án của thầy thầy cái slide này nha. Còn cụ thể trên hệ thống em là được bao nhiêu điểm thì thầy biết rồi ha. Nhưng ở đây là mình làm cho nó tương xứng với cái tên alkalic mà thầy để cái thứ tự này, bởi vì mỗi lớp thì đều một thứ tự khác nhau á. Alkalic có tính chất lượng tính thì trả lời là morphine đúng không, tức là trong cái bài này thì là số 6, còn trong cái slide của em thì số mấy thì không nhớ ha. Lượng tính thì là số 6 là morphine nha. Còn không thì các em ghi thẳng tên của nó vô, đừng ghi 1, 2, 3, 4 nữa. Dạng muối kém bền thì là gì nè? Anh calix có dạng muối kém bền. Đúng rồi, là caffeine. Caffeine tính kiềm của nó yếu hơn ammonia, và vì tính kiềm của nó quá yếu cho nên cái muối tạo thành cũng rất là kém bền. Không tan trong kiềm. Không tan trong kiềm. Không tan trong kiềm nghĩa là ở dạng bazơ thì nó không tan. Không tan trong kiềm nghĩa là ở dạng bazơ thì nó không tan. Thế thôi. Vậy là nó là những trường hợp mà mình loại trừ ra. Ví dụ giờ không tan trong kiềm tức là không có khả năng tạo được muối với kiềm đúng không, mà chắc là không phải là morphine, nó không phải là gì, bạc barin rồi. Vậy mình sẽ trừ ra những trường hợp sẽ là một,
2 3 4 5 8 9 và 10. Đây là những trường hợp không tan được trong kiềm, vì trong ở dạng kiềm thì nó sao? À, nó sẽ bị kết tủa xuống. À, không tan trong axit. Không tan trong axit thì khi đó mình mới trả lời là colchicine. Colchicine nó không tan được muối thì chắc chắn nó sẽ không tan trong axit, và đây là cái câu hỏi nó tương ứng với câu là không tan được muối đó. À, tức là không tan được trong axit vì thế nó sẽ không tan được muối, vì thế nó sẽ không tan. À, thì mình có colchicine nha. Và đương nhiên là mình còn rất là nhiều cái câu hỏi liên quan đến các cái tính chất của các alkali này nữa, ví dụ như sắp xếp theo tính kiềm tăng dần hay gì đó, thì các bạn làm thì thấy điểm cao rồi nên thôi ha. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển qua nội dung tiếp theo của phần mình đang học lỡ chơi giữa chừng, đó là phần kiểm nghiệm alkali đúng không? Trong kiểm nghiệm alkali thì mình có các nội dung, thứ nhất đó là định tính. Thì trong phần định tính mình đã tìm hiểu hai cái phương pháp định tính, đó là định tính trên cái vi phẫu và định tính trên ống nghiệm. Trong ống nghiệm, định tính trên vi phẫu tức là chúng ta sơ bộ đánh giá dược liệu này có alkalic hay không bằng cách sử dụng sự phối hợp giữa một cái thuốc thử chung, đó là thuốc thử Bouchard đa. Thuốc thử chung là gì? Là một cái phức hợp của ion kim loại và nó làm cái anion có khối lượng phân tử lớn. Và cái anion này á, khi nó kết hợp với alkalic ở dạng muối, thì dạng muối nó mang tích dương, nó sẽ gắn kết lại và gây kết tủa. Và cái thuốc thử mà chúng ta đang sử dụng đây là thuốc thử Bouchard đa trong cái thử nghiệm vi phẫu, tức là thử nghiệm hóa mô hoặc là vi phẫu tiến hành trên cái vi phẫu đó, mình mới rửa bằng cồn tắc trích hay không, và mình coi thử nó kết tủa với thuốc thử Bouchard đa hay không. Thứ hai là thầy cũng đã giới thiệu cho các bạn các cái cách mà chúng ta tiến hành định tính, cách chúng ta tiến hành định tính trên cái sơ đồ chiết xuất. Và đối với các sơ đồ chiết xuất khác nhau, từ hai con đường cơ bản, đó là con đường chiết bằng dung môi hữu cơ trong môi trường kiềm và con đường chiết bằng nước axit, thì tối thiểu là gì? Phải trải qua hai bước, phải trải qua tối thiểu hai bước để chúng ta loại được tạp phân cực, loại được tạp kém phân cực, mà sau đó thì mình mới tiến hành định tính. Và định tính với thuốc thử chung sẽ được tiến hành ở đâu? Được tiến hành ở dịch nước axit. Dù bạn có làm sơ đồ nào thì alkalic muốn được tiến hành với thuốc thử chung phải được tiến hành ở nước axit, nghĩa là alkalic này phải ở dạng gì? Dạng muối. Alkalic ở dạng muối thì nó mới được dùng định tính với thuốc thử chung, đúng không? Bữa mình đến đây ha. Và đối với cái trường hợp các thuốc thử chung, tức là mình sử dụng các cái phớt ion kim loại nặng đó, thì mình quan tâm là nó có tạo tủa hay không. Tủa này có thể là tủa vô định hình hay là tủa bột, hoặc là nó có thể kết tinh thì chúng ta gọi là tủa tinh thể, và thường nó có các cái màu đặc trưng. Ví dụ như bữa mình đã giới thiệu một số các cái thuốc thử khác nhau, ví dụ Bouchard ba, Dragon Dove, Vermeer, Bạc Trăng, Hager, Tannin, vân vân. Ở trong đó thì Hager được xem là cái thuốc thử kém nhạy nhất, bởi vì nó là tạo tủa tinh thể. Đương nhiên thì độ nhạy của các thuốc thử nó không chỉ đơn giản là phụ thuộc vào cái bản chất của thuốc thử đâu, mà nó còn phụ thuộc vào bản chất của alkaloid và tính kiềm cũng như là cái khối lượng phân tử của alkaloid nữa. Nếu như cái alkaloid đó kích thước nó lớn thì nó rất là dễ tủa, nhưng mà những alkaloid mà nó kích thước rất là nhỏ như là caffeine á, thì độ nhạy của nó rất là kém. Ví dụ như caffeine chẳng hạn ha, độ nhạy của nó với Dragon Dove là 1/600, nhưng với Bouchard đa tới 1/10.000, tức là nó rất là kém nhạy. Tiếp theo, những thông tin quan trọng nữa là cái tủa này á, cái tủa của thuốc thử chung á, thì nó lại không tan trong nước, tức là nó sẽ tủa trong môi trường nước nhưng mà nó sẽ tan trong cồn, nó sẽ tan trong thuốc thử thừa. Vì vậy khi khi mà mình định tính thì mình sẽ cho một lượng thuốc thử vừa phải, 1 đến 3 giọt thôi, và mình phải tiến hành trong môi trường là nước. Vì thế nhắc lại, đối với thuốc thử chung thì mình sẽ tiến hành với gì? Dịch nước axit, dù em có làm sơ đồ nào
thì em cũng phải tiến hành với dịch nước axit, nhưng mà phải là dịch nước axit sau khi loại tạp, chứ không phải là gì à, mới vô chiếc nước axit tự đi thử liền, không, mà người ta phải thử với dịch nước axit cuối cùng nha. À, bây giờ mình sẽ chuyển qua các thuốc thử đặc hiệu. À, nếu như thuốc thử chung trả lời câu hỏi là dược liệu này có alkalic hay không, thì thuốc thử đặc hiệu sẽ trả lời nó là alkalic gì. Thì tức là cái mức độ đặc hiệu, cái mức độ sâu nó sẽ nhiều hơn so với thuốc thử chung. Tức là nó không chỉ đơn giản là trả lời nó có alkalic không, mà nó còn cho biết alkalic gì. Ví dụ như làm thuốc thử đặc hiệu mà ra caffeine, thì mình biết là à, nó có caffeine, mà đương nhiên caffeine là alkalic rồi, đúng không? Và ở đây chúng ta nhận xét thứ nhất về mặt thuốc thử. À, thuốc thử trong các cái thuốc thử đặc hiệu gồm gì? Acid nitric đậm đặc nè, H2SO4, kali dichromate, H2O2, nước Zaven. À, vậy theo mấy em, đặc điểm chung của các thuốc thử đặc hiệu đó là những chất có tính gì? Đặc điểm chung của thuốc thử đặc hiệu là những chất có tính gì? Acid. Tương đối đúng. À, nhưng mà có một số trường hợp thì, nhưng mà những acid này nó có gì đặc biệt không? Acid nitric thì đương nhiên đúng rồi, chính xác. À, nó là acid sulfuric đậm đặc, nó là acid nitric đậm đặc, tức đây là những chất có tính acid mạnh đồng ý, nhưng mà đồng thời nó cũng là những chất có tính gì? Oxy hóa mạnh. À, alkaloid khi mà người ta sử dụng với cái thuốc thử đặc hiệu á, thì đó là những chất có tính oxy hóa mạnh. Nha, cái ghi nhận đầu tiên của mình đó là thuốc thử đặc hiệu là những thuốc thử có tính oxy hóa mạnh, thường là những chất oxy hóa mạnh. Thứ hai là nó không phải là tạo tủa mà nó tạo màu, và cái màu sắc này sẽ phụ thuộc vào cái mức độ tinh khiết của alkaloid đó. Nó sẽ tạo cái màu, ví dụ màu đỏ cam có thể là màu tím, nhưng mà màu tím, màu đỏ cam nó sẽ kém bền, tức là nó sẽ bị điều chuyển màu theo thời gian, bởi vì đây là kết quả của một quá trình oxy hóa nên nó kém bền, nó dễ bị chuyển màu. À, ở đây chúng ta thấy có rất là nhiều màu khác nhau, đúng không? Đỏ cam, tím xiêm, tím hoa cà, đỏ máu, vân vân. À, vậy khi nào thì người ta mới làm thuốc thử đặc hiệu? Chúng ta coi lại cái sơ đồ ha. Okay. Khi nào thì người ta mới làm thuốc thử đặc hiệu? Tức là ban đầu sau khi dược liệu được kiềm hóa và chiết bằng dung môi hữu cơ, sau đó lắc với nước axit, thì cái dịch nước axit này người ta làm thuốc thử chung vì nó đang là dạng muối. Xong rồi người ta lại kiềm hóa thu được dịch dung môi hữu cơ, và cuối cùng là gì? Cái dịch dung môi hữu cơ này người ta lại tiến hành là gì? Cô cạn để loại bỏ dung môi, đúng không? Và khi đó nó không còn là dạng muối nữa mà nó là dạng gì? Base. Nó là dạng base. Do vậy các thuốc thử đặc hiệu ở đây, các thuốc thử đặc hiệu nó sẽ được tiến hành ở dạng gì? Nó được tiến hành ở dạng base. Và môi trường này không có nước, mình cô cạn đến cắn rồi, đúng không? Tức là môi trường này môi trường khan, tương tự như là thuốc thử đặc hiệu của phần dược liệu chiết bằng phương pháp nước axit cũng thế. Cái dịch dung môi hữu cơ này thay chúng ta sẽ chia làm hai, một phần thì chiết với nước axit để làm thuốc thử chung, một phần còn lại thì cô cạn đến cắn để làm gì? Thuốc thử đặc hiệu. Vậy đối với cái trường hợp của thuốc thử đặc hiệu, đối với thuốc thử đặc hiệu thì chúng ta sẽ tiến hành với gì? Chúng ta sẽ tiến hành chủ yếu với alkalic dạng base. Chúng ta sẽ tiến hành với alkalic dạng base và tiến hành trong môi trường khan. Nha, tiến hành với alkalic dạng base và tiến hành trong môi trường khan. Đó là cái điểm khác biệt giữa thuốc thử chung và thuốc thử đặc hiệu. Thuốc thử chung là tiến hành dạng muối, còn thuốc thử đặc hiệu là tiến hành dạng gì? Tiến hành ở dạng base. Và các bạn ghi chú cho thầy những cái thuốc thử đặc biệt này nha. Những cái thuốc thử rất là hay bị hỏi, người ta có thể hỏi bạn là phẩn này dùng để định tính thuốc thử gì, hay là alkaloid này thì dùng thuốc thử gì. Ví dụ như brucine thì là cacotelin và nó cho màu đỏ cam, hay là muracit thì dùng để định tính caffeine, hay là vitalimorin thì dùng để định tính những cái alkaloid mà nó có khung tropan, nó có acid tropic trong đó, đó là atropine và scopolamine. Cái màu là màu tím hoa cà, tức là chúng ta ghi nhận cái màu sắc này, cái thuốc thử này, cái thuốc thử phản ứng đó định tính cái gì và nó tên là gì. Trong sách giáo khoa thì họ còn liệt kê thêm nhiều cái nữa, ví dụ như morphine, codeine thì nó còn có những cái phản ứng chuyên biệt khác mà học bên thực hành hóa dược á, hoặc là trong hóa dược thì người ta cũng có nói. Thì trong những cái alkalic này có một alkalic có tác nhân
sử dụng không phải là một chất oxy hóa mạnh, có tác nhân thuốc, tới cái thuốc thử đặc hiệu không phải là một tác nhân oxy hóa mạnh. Đó là gì mấy bạn? Có mấy cái này nè. Có cái alkaloid nào mà cái thuốc thử đặc hiệu của nó không phải là một tác nhân oxy hóa mạnh? Không phải là một tác nhân oxy hóa mạnh. Acid nitric là không phải rồi, đúng không? H2O4 đậm đặc là không phải rồi. Acid sulfuric đậm đặc nó là một chất oxy hóa mạnh, nhưng nếu nó loãng thì nó sẽ không. Như vậy ở đây trường hợp mà thầy muốn nói đến đó là acid sulfuric loãng, và đây là một trường hợp ngoại lệ, và kết hợp với nó là bạc-barin. Đây là hai trường hợp ngoại lệ và nó được thể hiện trên sơ đồ mà thầy đã trình bày trên đây. Là gì? Là chỗ thuốc thử chung rồi nè, người ta còn ghi một dòng nữa là đôi khi đặc hiệu, tức là sẽ có những trường hợp mà cái phần nước acid này được tiến hành với thuốc thử đặc hiệu luôn, tức là thuốc thử đặc hiệu được tiến hành ở cả dạng gì, dạng muối lẫn dạng bazơ, phần lớn là dạng bazơ, nhưng mà có những trường hợp tiến hành ở dạng muối và lấy ra từ nước acid. Và hai trường hợp mà thầy muốn kể đến ở đây chính là gì? Chính là bạc-barin và quinin, cũng được tiến hành ở dạng muối nha. Ví dụ bạc-barin thì lấy cái dịch nước acid cho nước saben vào cho màu đỏ máu, hoặc quinin cái dạng muối của nó là quinin sulfate, tức là trong môi trường acid sulfuric loãng, và nó sẽ có khả năng phát hình quang, nó có khả năng phát hình quang. Hoặc là người ta làm kỹ hơn, người ta sẽ làm phấn thaleokinin hoặc erythrokinin. Thì ethyloquinin cùng với erythrokinin thì thực chất người ta sẽ cho tác dụng với nước brom, mà nước brom thì là một chất oxy hóa rồi, nước brom đó là một chất oxy hóa mạnh. Xong rồi người ta sẽ cho ammoniac hoặc là các dẫn chất ferroxic sắt vào để tạo ra các màu khác nhau, nhưng mà thường dùng nhất là kiểm tra khả năng phát hình quang của nó trong môi trường acid có oxy là acid sulfuric loãng. Vậy để mà có một cái nhìn tổng quát hơn, ở ngoài lệ điền lại đây là bạc và gì, là quy nha, nhớ điền vào ha, bạc-barin và quinin. Để có một cái nhìn tổng quát hơn về hai cái nhóm thuốc thử này, chúng ta sẽ điền thông tin hoàn thiện cái bảng sau. Đây, chúng ta sẽ có cái bảng so sánh các cái phép thử định tính giữa thuốc thử chung và thuốc thử đặc hiệu. Thuốc thử chung thì tiến hành với alkaloid dạng gì, dạng nào này, nhắc lại coi. Thuốc thử chung tiến hành với alkaloid dạng nào? Đúng rồi, dạng muối. Bởi vì nó phải gắn kết với cái anion, mà dạng muối thì nó phải cái điếc dương, đúng không? Và ngược lại, thuốc thử đặc hiệu tiến hành là dạng bazơ. Dạng muối và dạng muối thì nó phải tiến hành trong môi trường nước, bởi cái tủa này nó không tan trong nước, có nước. Còn thuốc thử đặc hiệu gì? Không. Thuốc thử đặc hiệu là những cái chất mà oxy hóa mạnh, háo nước nè, người ta không có cho nước vào. Bản chất của thuốc thử, đối với thuốc thử chung, bản chất của nó là các cái phức anion của kim loại nặng. Trong khi đó thuốc thử đặc hiệu thường là những chất gì? Oxy hóa mạnh. Thuốc thử đặc hiệu thường là những chất oxy hóa mạnh. Hiện tượng quan sát được mà chúng ta có thể thấy đó là thuốc thử chung, bạn thấy tủa hết, đừng có quan tâm cái màu nha. Tại sao tôi lại nói là đừng quan tâm cái màu? Bởi vì nếu mà tôi mà cho cái màu vô đây á, thì các bạn hay bị nhầm lẫn á, tức là lúc mà học lý thuyết thì ai cũng biết, đúng không? Nhưng mà học thực hành á, cái dung dịch nó có màu vàng, người ta cũng, mấy bạn nó cũng cơ tủa, bởi vì mấy bạn bị một cái ảnh hưởng là cái nhớ cái màu thôi. Ví dụ như là nó có màu đỏ cam là dragon dop, nó có màu nâu để là bu chặt đa, thì đó là cái màu đặc trưng của cái tủa, nhưng mà bạn nhớ rằng cái màu đó là màu của thuốc thử luôn đó. Ví dụ như dragon dop vốn dĩ nó đã có màu đỏ cam rồi, hager vốn dĩ nó đã có màu vàng tươi rồi, bu chặt đa vốn gì nó đã có màu nâu rồi, chứ không phải là khi tạo tủa thì nó mới có màu. Nên là nhiều khi phản ứng nó không dương tính, tức là dung dịch nó không có tủa, mà dung dịch nó đang có không màu. Cái nhỏ bên dragon dop vô nó chuyển thành màu cam, đương nhiên bởi vì không màu cộng cam ra cam, nhưng mà các bạn có thấy nó chuyển thành màu cam bằng cơ dương tính. Cho nên bạn chú ý, quan trọng là phải có tủa hay không, tức là dung dịch nó có đục không, dung dịch nó có lắng mấy cái thứ không tan trong đó không, thì nó mới chính xác, chứ không phải là nhìn kiếm màu. Nên ở đây trong cái bản tổng kết, tôi muốn các bạn ghi nhớ cụ thể là phải tủa nha. Chứ đừng có
quan tâm gì đến cái màu à, thực hành nó lúc mà thực hành nó tủa quá trời quá đất thì kêu không có, mà lúc không có tủa thì cứ kêu có tủa hoài à, hay bị chỗ bàn clip này nè ha. Và đương nhiên cái tủa này nó sẽ tương ứng với cái thuốc thử, và cái cách mà để chúng ta nhớ cái màu á thì thầy đã nói rồi, chỉ rồi ha. Trong khi đó các thuốc thử đặc hiệu này thì nó sẽ không tạo tủa mà nó cho gì, cho màu, và đôi khi cái màu này sẽ là gì, kém bền, đôi khi nó sẽ kém bền, ví dụ như nó chỉ hiện ra trong khoảng 15-30 giây thôi, còn lại là nó sẽ biến mất. Thuốc thử chung được tiến hành ở pH acid, tức là pH nhỏ hơn 7, vì nó là môi trường acid mà, nó là dạng muối, và thuốc thử đặc hiệu phải là dạng bazơ, tức là môi trường lớn hơn pH kiềm. Ý nghĩa của thuốc thử chung trả lời cái gì? Có anh clip không? Thế thôi, trả lời câu hỏi yes no, có hay không có anh clip. Và thường á, trong phòng thí nghiệm á, người ta sẽ làm 5 thuốc thử khác nhau. Đây, người ta sẽ làm 5 thuốc thử khác nhau, và đây là 5 thuốc thử đầu tiên á, thì để 5 thuốc thử này nè. Đây là 5 thuốc thử hay được sử dụng trong phòng thí nghiệm để định tính anh caloric. À, vậy theo mấy em thì mình cần bao nhiêu thuốc nghiệm, thử nghiệm mà chúng ta có thể kết luận sơ bộ rằng có anh caloric? Trong 5 cái phản này thì mình sẽ dựa vào bao nhiêu phản ứng để mà chúng ta kết luận rằng có anh caloric? Có phải là nó dương tính hết thì nó mới phải là anh caloric không? Theo với bạn là bao nhiêu? Alkalis là những hợp chất dương tính với thuốc thử chung của alkalis, như vậy nó đòi hỏi cả năm ống nghiệm này phải như thế nào? Ừ, có phải là cả năm ống nghiệm đều dương tính thì nó mới chắc chắn là alkalis không? À không, câu trả lời là không. Bởi vì chúng ta biết bản chất của alkalis sẽ quyết định đến mức độ dương tính của nó, hàm lượng của nó trong đó là 1, bản chất của nó trong đó là 2. À, và bản chất của thuốc thử là 3. Ví dụ như thuốc thử kém nhạy như Hager à, về sau các bạn học bài định tính, học bài cài độc dược á, thì bạn sẽ thấy rằng cái alkalis trong cài độc dược nó sẽ âm tính với Hager, tức là nó sẽ chỉ dương 4/5 thôi, nó chỉ dương tính 4/5 thôi à, hay là thậm chí đặc biệt hơn là caffeine nó chỉ dương tính 1/5 thôi, tức là nó chỉ dương tính với bạc trăng thôi, còn mấy kia nó không có tuổi gì hết á. À, bởi vì cái độ nhạy của nó rất là kém à, do vậy là à, để mà sơ bộ kết luận có à, không có alkalis á, thì trong các cái phép thử sơ bộ hóa thực vật thường là người ta làm ba cái thuốc thử, đó là Buchada, Dragon Duff và Vamier. Nhưng mà do caffeine trong trà thì hàm cái độ nhạy của nó kém quá, cho nên là ở đây mình tạm chấp nhận là gì à, tối thiểu một ống nghiệm dương tính là chúng ta có thể sơ bộ kết luận là gì, có alkalis à. Tối thiểu một là tạm chấp nhận, còn ba thì ba ống nghiệm trở lên á, thì cái mức độ kết luận nó sẽ cao hơn. Còn nếu mà có một ống dương tính á, thì tối thiểu là nó có thể là có anh caloric nha. Còn thuốc thử đặc hiệu thì nó trả lời cho cái câu gì, anh caloric gì, tức là chúng ta định danh được cụ thể cái kiểu cấu trúc khung chu ban hay là nó là anh caloric gì. À, dựa vào cái thuốc thử đặc hiệu. Vậy rõ ràng thuốc thử đặc hiệu thì nó sẽ có mức độ kết luận sâu hơn, tức là khi mà dương tính với thuốc thử đặc hiệu thì chắc chắn là có anh caloric rồi à, nhưng mà nếu âm tính với thuốc thử đặc hiệu thì nó không có anh caloric đó thôi, chứ không phải là nó không có anh caloric à. Về sắc ký thì sao à, bây giờ chúng ta sẽ quay ngược lại về phần sắc ký. Nãy giờ mình nói về thuốc thử chung rồi, thuốc thử đặc hiệu rồi, và mình đừng quên rằng là người ta còn định tính bằng sắc ký nữa, quay lại sơ đồ ha. Và sắc ký, tức là sắc ký lớp mỏng á, người ta sẽ tiến hành khi nào? Người ta áp dụng lên đối tượng là gì? À, họ sẽ áp dụng lên đối tượng là dịch du mô hữu cơ à, và tức là alkalis này nó phải ở dạng bazơ. Nhất là sắc ký là kỹ thuật dùng để phân tách, và khi nói đến sắc ký lớp mỏng pha thuận thì cái đối tượng mà giúp cho nó phân tách tốt nhất là alkalis này phải là một chất ở dạng bazơ. Bởi vì sắc ký lớp mỏng thì phân tách rất tốt những chất kém phân cực và hấp phụ mạnh những chất phân cực, nên là cái đối tượng phân tách của mình phải nên ở dạng bazơ. Vậy là ở đây trong cái phần định tính bằng sắc ký lớp mỏng, mẫu thử của mình
Thường là ăn calorie ở dạng 3 giờ. Mẫu thử là ăn calorie ở dạng 3 giờ. Và cái pha tĩnh mình sử dụng là silicagen, quá thường quy rồi, silicagen F254. Nhưng mà ngặt một nỗi là gì? Là silicagen SCOH thì nó có tính gì? Silicagen có tính axit, SCOH mà, tính axit. Và như vậy alkalic nếu như nó ở dạng bazơ nó sẽ tác dụng với axit và kết quả là nó sẽ tạo ra muối. Mà muối á, thì phân cực. Phân cực thì bị hấp phụ, phân cực thì bị kéo đuôi. Kết quả là khi em chạy sắt ký, cái vết alkalic của mình nó sẽ không có gọn và thậm chí nó sẽ biến thành hai vết. Do đó người ta sẽ làm gì? Sẽ thêm vào trong pha động các yếu tố điều chỉnh. Giống bài thực hành dược liệu một đúng không? Mình sẽ thêm cái yếu tố điều chỉnh để kiềm hóa nó, để cho nó biến thành dạng gì? Bazơ. Để cho nó biến về dạng bazơ. Và tác nhân kiềm hóa đó có thể là ammoniac, có thể là một cái amin hữu cơ, ví dụ như diethylamine hoặc là dimethylfuranamide, để đảm bảo rằng anhydride này ở dạng bazơ tối thiểu là 99%. Vậy cái giá trị pH của nó thì nó sẽ là pK cộng máy hay trừ máy đây. Nếu như muốn nó ở trạng thái kiềm, tối thiểu là 99% thì sẽ là chênh lệch bao nhiêu đơn vị? Một đơn vị là không chính xác lắm đâu, phải làm mấy đơn vị? Hai đơn vị chứ, hai là 99, ba là 99,9, nhớ không? Vậy pH của cái môi trường này nên làm sao đó mà nó làm sao? pH của môi trường, tức là mình thêm các tác nhân điều chỉnh vô để đảm bảo rằng cái pH này là bằng pKa cộng gì? Cộng 2 hoặc là cộng gì? Cộng 3, cộng 2 là 99%, cộng 3 là 99,9% ở dạng bazơ. Trừ là dạng sẽ dạng muối rồi ha, cộng thì nó mới là dạng bazơ. Và cái thuốc thử hay được sử dụng để định tính để phát hiện sự có mặt của alkaloid đó chính là Dragondorf. Ngoài cái việc soi UV, ngoài cái việc là dùng thuốc thử iốt rồi giúp dụng thu một cái thuốc thử khá là không chọn lọc, thì mình có thể sử dụng một thuốc thử chọn lọc đó là Dragondorf. Và kết quả sắt ký của alkaloid trên bản mỏng đó là gì? Là những cái vết màu cam. Những cái vết màu cam chứng minh rằng nó là alkaloid. Và chúng ta sẽ đánh giá cái số lượng vết nè, RF và cái màu so với thuốc thử. Và nếu như mình không có kiềm hóa cái pha động thì sao? Thì pH bằng pK, mà pH bằng pK nghĩa là phần trăm dạng bazơ sẽ bằng phần trăm dạng muối và bằng gì? 50%. Suy ra lên sắt ký sẽ ra gì? Hai vết, một cái phân cực, một cái kém phân cực, nhưng nó là một chất. Còn nếu như pH bằng pK cộng 2 thì sẽ 99% nó nằm ở dạng bazơ và gần như chúng ta sẽ chỉ thấy một vết mà thôi. Nó gọn gàng, nó không bị kéo đuôi. Thì cho nên là cái giá trị pH này tối thiểu phải chênh lệch hai đơn vị và nó phải là dấu cộng. Và pha động thì sao? Dung môi và mẫu thử thì luôn luôn cùng phe với nhau, nhớ không? Dung môi và mẫu thử luôn luôn cùng phe với nhau. Vậy là mình sẽ sử dụng những dung môi pha những pha động kém phân cực để tách alkalis thôi. Ví dụ như ở đây người ta sử dụng pha động là chloroform, methanol và ammoniac. Thì chloroform, methanol là kém phân cực nè, 9:1. Còn ammoniac vô để điều chỉnh gì? Cái pH của cái pha động để cho cái vết nó gọn hơn mà thôi. Được chưa? Rồi, vậy trong phần sắt ký mình sẽ điền các thông tin tương ứng với nó ha. Alkalis ở dạng gì? Dạng bazơ. Alkalis thì nó ở dạng bazơ. Và nó có nước không mấy bạn? Chắc chắn rồi, sắt ký lớp mỏng thì không có nước trong này, mà nó phải được hòa trong dung môi hữu cơ, phải được hòa trong gì? Dung môi hữu cơ, tức là nó không có nước nha. Thuốc thử là gì? Cụ thể được luôn đúng không? Thuốc thử là ra Dragondorf. Thuốc thử là Dragondorf, nhúng với thuốc thử Dragondorf cho màu đỏ cam liền. Hiện tượng là sẽ thấy những vết màu đỏ cam. Và pH này phải là pKa, tối thiểu là pK cộng 2. Tối thiểu là pK cộng 2. Và ý nghĩa của phương pháp sắt ký là gì?
ý nghĩa của phương pháp sát ký nó hay ở chỗ là khi mà mình lấy cái bảng mỏng á, mình nhúng, mình thấy nó ra mình vết màu cam, mình trả lời có hay không có alkalit. Thứ nhất là mình trả lời có hay không có alkalit. À, thứ hai đó là mình còn biết đó là alkalit gì luôn. Nếu như mình chấm với chuẩn, ví dụ như tôi chấm với chuẩn morphine, tôi chấm với chuẩn rotundin mà vết nó ngang nhau thì tôi có thể kết luận được rằng là nó có alkaloid và alkaloid là gì luôn bằng cách so sánh với chuẩn ha. Hoặc là chúng ta sẽ biết là có bao nhiêu bằng cách là mình đếm số lượng vết ha. Như vậy thông tin mà cái sắc ký đem lại nó sẽ nhiều hơn ha. Định tính được có alkaloid hay không, bởi vì mình dùng thuốc tự chung nè, mình so sánh với RF với chất chuẩn, mình biết được đó là alkaloid gì và nó có bao nhiêu, tức là mình đếm số lượng vạch màu cam trong đó ha. Có alkaloid không, nó là alkaloid gì và nó có bao nhiêu alkaloid trong mẫu của nó. Được chưa? Và những gì mà nãy giờ thầy đang trình bày nó đã được thể hiện ở slide sau rồi. À, bạn nào mà để ý á, thì không còn phải viết lại ha, nhưng mà ở cái slide trước là thầy viết chi tiết hơn, đúng không? Chúng ta có những cái thông tin mà đầy đủ hơn thì bạn có thể bổ sung vào trong cái bảng sau nha. Vậy bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu điền những cái cụm từ tương ứng với các cái sơ đồ chiết xuất mà mình đã học và những cái trường hợp mà mình cần phải lưu ý. Thứ nhất, đây là phương pháp chiết bằng dung môi hữu cơ trong môi trường kiềm nè. Tại sao tôi biết? Bởi vì ngay đầu tiên người ta dùng dung môi hữu cơ, bước 1 người ta dùng dung môi hữu cơ, đúng không? Cho nên chắc chắn đây là phương pháp chiết bằng dung môi hữu cơ trong môi trường kiềm. Vậy ở vị trí số 1 mình sẽ điền từ gì mấy bạn? Vị trí số 1 mình điền từ gì? Đúng rồi, mình dùng từ kiềm hóa, hay là mình có thể nói là mình làm ẩm cũng được, kiềm hóa hoặc là làm ẩm. Nhưng mà làm ẩm thì không biết cụ thể là nó dùng những tác nhân nào, cho nên ở đây số 1 mình nên dùng từ kiềm hóa thì nó sẽ chính xác hơn, đúng không? Và quá trình này là quá trình làm ẩm, đây là một cái quá trình mà nó ảnh hưởng rất là nhiều đến cái hiệu suất của quá trình chiết xuất đây. Nhiều quá không được, ít quá cũng không xong. Và tác nhân kiềm hóa này phải mạnh hơn cái alkaloid mà mình quan tâm, mạnh quá cũng không được ha, mà mạnh hơn thôi. Và sau khi kiềm hóa và chiết bằng dung môi hữu cơ thì chắc chắn trong dịch dung môi hữu cơ này sẽ là alkaloid dạng gì? Dạng bazơ. Xong rồi người ta chiết với nước axit thì trong nước axit sẽ là alkaloid dạng muối. Và sau đó người ta là kiềm hóa, người ta lắc với dung môi hữu cơ thì trong dịch dung môi hữu cơ sẽ là alkaloid dạng gì? Dạng bazơ. Tức là nó có khả năng chuyển hóa qua lại lẫn nhau để loại tạp, và trải qua hai bước thì người ta mới tiến hành gì? Định tính, đúng không? Trải qua hai bước nha, chứ không phải mới vô làm liền ha. Và trải qua hai bước người ta mới tiến hành định tính, thì alkaloid dạng muối sẽ được tiến hành với thuốc thử gì? Thuốc thử chung, đôi khi là đặc hiệu trong trường hợp của quinine và bacbadin. Và ở đây chú ý là đặc hiệu mở ngoặc mới ghi trừ quinine và bacbadin là hai trường hợp tiến hành ở dạng muối. Rồi quay lại sơ đồ nha. Còn sau khi chúng ta kiềm hóa và chiết với dung hữu cơ thì nó đang là dạng bazơ, và khi nó là dạng bazơ thì mình sẽ tiến hành với thuốc thử gì? Thuốc thử đặc hiệu. Hoặc là sắc ký lớp mỏng, thầy viết tắt là TLC. Đây là cái quy trình chiết xuất alkaloid ở dạng bazơ và cái thứ tự định tính của nó. Tương tự như vậy thì chúng ta sẽ có một cái quy trình tổng giữa chiết với dạng bazơ, chiết bằng dung môi hữu cơ và chiết bằng nước axit. Thì chúng ta sẽ điền các cái cụm từ thuốc thử chung, thuốc thử đặc hiệu tương ứng ha. Ở đây nó là alkaloid muối, trong nước axit thì chắc chắn muối
muối thì chắc chắn là thuốc tự trung rồi, không còn phải bàn cãi gì nữa. Mà anh có đợi dạng bazơ thì chắc chắn là gì? Dạng bazơ thì hoặc là thuốc tự trung, hoặc là, xin lỗi, hoặc là thuốc tự đặc hiệu, hoặc là sắc cái lớp mỏng thôi. Mà anh có đợi dạng bazơ đang được hòa tan trong chloroform, tức nó là sắc cái lớp mỏng. Còn nó là cắn anh calic, tức là nó là thuốc thử gì? Thuốc tự đặc hiệu. Tức nó là thuốc thử đặc hiệu. Rồi đây có thể nói là hai cái sơ đồ thường quy trong chiết xuất anh calic, cũng như là định tính nó. Có thể là chiết bằng dung hữu cơ trong môi trường kiềm, có thể chiết bằng nước axit. Tuy nhiên cũng sẽ có những trường hợp mà nó có sự điều chỉnh nhất định, ví dụ như phương pháp này. Bây giờ chúng ta sẽ xem hai bài sau ha. Hai bài này hỏi về hai cái phương pháp chiết xuất. Phương pháp số 1 là chiết bằng chung cất lôi cuốn hơi nước, và phương pháp thứ hai đó là phương pháp thăng hoa. Các bạn chúng ta làm cho thầy nha, ngồi làm cho thầy 10 phút và sau đó thầy sẽ gọi để chúng ta trả bài chỗ này ha. Trả lời câu hỏi số 1, ưu nhược điểm phương pháp, ví dụ anh calic nè, vai trò và nếu như mẫu âm tính thì sao, cũng như là các thông tin liên quan. Được chưa? Các bạn có 10 phút để trả lời hai câu này nha. Rồi, làm đi. Bạn nào trả lời sai mà sai cơ bản là thầy bắt chấp phạt đó nha. Rồi, 10 phút xong ha. Bây giờ mình sẽ đi với câu hỏi số 1. Hãy cho biết ưu và nhược điểm của phương pháp này. Phương pháp này là phương pháp chưng cất lôi cuốn theo hơi nước đúng không? Vậy một bạn cho ta biết ưu và nhược điểm của phương pháp này là gì nha. Mời bạn Phạm Ngọc Châu. Ngọc Châu cho ta biết ưu và nhược điểm của phương pháp này ha. Bạn số 2 chuẩn bị câu hỏi đó luôn, đó là bạn câu hỏi số 2 ha. Ví dụ van click trong phương pháp này và tính kiềm của nó như thế nào, là bạn Nguyễn Thị Tuyết Hương chuẩn bị trả lời nha. Ưu điểm là chiết từ anh có đích tinh khiết, nhược điểm là gì Châu? Đúng rồi, chính xác, cảm ơn Châu ha. Bạn mình vừa nhắc lại ưu điểm và nhược điểm của phương pháp này, đó là đây là một phương pháp từ anh có đích khá là tinh khiết, nhưng mà nhược điểm thì nó không có áp dụng rộng rãi được, bởi vì là người ta không phải ai cái nào cũng có khả năng bay hơi. Rồi bạn Tuyết Hương, bạn Tuyết Hương cho thầy biết khí anh cái nào được sử dụng, được chiết xuất trong cái sơ đồ này, và hãy cho biết tính kiềm của nó như thế nào. Còn Vi Khê chuẩn bị câu hỏi số 3 ha. Câu hỏi số 2 là bạn Nguyễn Thị Tuyết Hương. Chính xác, chính là nicotine. Vậy nicotine tính kiềm mạnh hay yếu em? Nicotine tính kiềm mạnh hay yếu? Đúng rồi, mạnh. Nên là trong sơ đồ này bạn thấy là người ta kiềm hóa bằng gì đây? Người ta kiềm hóa bằng natri hydroxit, tức là một kiềm mạnh để giải phóng nó về dạng bazơ. Và sau khi giải phóng nó về dạng bazơ rồi thì nó mới có khả năng gì? Chưng cất lôi cuốn theo hơi nước. Và khi nó bốc hơi lên, nó chưng cất lôi cuốn theo nước, nó bốc hơi lên, nó sẽ đi theo hệ thống sinh hàn, nó ngưng tụ xuống vào trong một cái bình chứa gì? Chứa nước axit. Ở đây là cái bình chứa nước axit, và cũng chính là cái câu hỏi cho bạn Kha. Đó là em hãy cho biết vai trò của nước axit trong cái giai đoạn này là gì, tức là sau khi mà alkalis nó bị ngưng tụ đúng không, nó chảy xuống dưới nó gặp axit, thì nước axit này đóng vai trò là gì Kha? Nước axit này đóng vai trò là gì? Biến alkalis thành dạng muối. Chính xác, để làm gì em? Khi mà biến thành dạng muối thì mục đích của nó để làm gì? Đúng rồi, để bảo quản, để cho nó không bị oxy hóa đúng không? Nói một cách để bảo quản thì là chung chung, còn nếu mà nó nói theo cái kiểu mà mình hiểu á, thì mình sẽ nói là để cho anh cái nó không bị oxy hóa, vì dạng bazơ nó bị oxy hóa, và thứ hai để ngăn chặn nicotine bay hơi. Cảm ơn các bạn ha, nhớ bài rất là tốt ha, biết cách lập, biết lập chỗ nào là tốt. Và câu hỏi tiếp theo, câu này hơi khó, câu này thì thầy sẽ không có phạt. Đó là nếu như cái mẫu nước axit này nè, thầy đi làm thuốc thử chung đúng không, tôi đem cái mẫu này tôi đi làm thuốc thử chung và nó cho kết quả là âm tính, tức là cho thuốc tác dụng với thuốc thử chung và nó không có tủa thì gọi là âm tính. Vậy mình sẽ kết luận như thế nào? Ở đây trong bài người ta hỏi là nếu như tác dụng với thuốc thử chung mà âm tính với tất cả luôn thì kết luận rằng dược liệu không có alkaloid, đúng hay sai? Cái này là cả lớp mình trả lời cho thầy ha. Theo bạn
thì đúng hay sai. Nếu như lấy cái mẫu nước này nè, mẫu nước axit của bạn Kha lấy đi làm thuốc thử chung, sau đó là âm hết, thì mình kết luận không có alkaloid, đúng hay sai? Đúng hay sai? Hồ Văn Hoàng sai, bạn Hoàng kêu là sai, bạn Kiều Trang kêu là sai. Vậy bạn Hoàng thử giải thích cho thầy coi, theo Hoàng thì tại sao lại sai? Thầy, là tại vì đâu có phải là alkaloid nào nó cũng bay hơi cuốn theo hơi nước đâu. Có một số alkaloid nó cũng nằm trong cái dung dịch gốc còn lại. Nếu mà mình chỉ thử cái này thì mình chỉ khẳng định là cái dung dịch này không có alkaloid, chứ mình đâu có khẳng định được là dược liệu không có alkaloid. Cảm ơn bạn, câu trả lời của bạn rất là chính xác. Câu trả lời của bạn rất là chính xác. Bởi vì đâu phải alkaloid nào nó cũng bay hơi đâu. Bởi vì là sao bạn? Bởi vì là vì đây là mình đang làm một cái phương pháp đặc hiệu thôi. Tức là kiểm tra nó có alkaloid bay hơi không, chứng tỏ là trong cái dung dịch này nó âm tính với thuốc tự chung, nghĩa là không có alkaloid bay hơi được thôi. Tức là mình có thể trả lời một cách chính xác là ở trong cái dược liệu này nó không có alkaloid bay hơi được thôi, chứ mình không trả lời là không có alkaloid. Bởi vì bạn mình nói là gì, alkaloid nó đâu bay hơi, nó còn nằm trong dược liệu á. Nên để trả lời chính xác dược liệu này có alkaloid hay không thì mình sẽ làm gì? Mình sẽ lấy cái dược liệu ban đầu rồi nè, mình sẽ đem đi làm các cái phản ứng khác nhau, mình sẽ đem đi làm các cái sơ đồ chiết thường quy, xin lỗi ha, mình sẽ đem cái dược liệu này mình cho vào cái sơ đồ thường quy, chứ đừng có cho vào sơ đồ đặc hiệu. Tức là sẽ cho vào trong cái sơ đồ này nè, đó, lấy cái dược liệu chiết với nước axit đi làm, hoặc là lấy cái dược liệu kiềm hóa với NaOH, chiết với chloroform, lắc với nước axit rồi làm, chứ không phải là làm cái kiểu chân cất. Cái kiểu mà chân cất lôi cuốn theo nước này chỉ được coi như là gì, mặc dù người ta tác dụng thuốc tự chung đó, nhưng mà nó như là một cái thuốc thử đặc hiệu vậy đó. Bởi vì nó coi cái sự bay hơi là một sự đặc hiệu rồi. Nên phương pháp này, nếu như mẫu nước axit âm tính trả lời không có alkaloid là sai. Mình chỉ được trả lời là nó không có alkaloid bay hơi thôi. Còn muốn biết được nó có alkaloid gì thì mình phải lấy cái dược liệu, mình làm đúng cái phương pháp thường quy, chứ mình đừng làm phương pháp đặc biệt. Câu trả lời của bạn rất là chính xác. Bây giờ mình chuyển qua sơ đồ số 2, cũng là một phương pháp đặc biệt, và phương pháp này là phương pháp thăng hoa. Và câu hỏi số 1 hỏi cho các bạn là bột dược liệu này có thể là bột gì? Này dễ quá đúng không? Tôi trả lời luôn cho rồi đi ha. Bột dược liệu là bột trà, đúng không? Trà thì nó có tannin, và alkaloid chính có trong dược liệu là caffeine. Và bạn thấy rằng là caffeine á, tính kiềm của nó yếu, nhưng mà cái tác nhân kiềm hóa của nó lại mạnh, rất mạnh, đó là natri hydroxit và canxi hydroxit. Bởi vì là natri và canxi hydroxit này nó là kiềm mạnh, nó phù hợp trong trường hợp này, bởi vì alkaloid khi mà nó gắn với tannin, thì muốn phá vỡ phức hợp này, hoặc là mình dùng kiềm mạnh, hoặc là mình dùng axit mạnh, có thể là axit sulfuric hoặc là axit chlorhydric. Thường người ta sử dụng axit chlorhydric vì nó sẽ làm cho cái tannin nó bị đông vón, bị gọi là bị kết hợp với nhau và nó bị tủa xuống. Còn đối với kiềm thì có thể dùng sút hoặc là vôi để phá vỡ cái phức hợp này, sau đó người ta giải phóng nó về dạng bazơ và tiến hành là gì, tinh chế nó. Và cái cán alkaloid này, câu hỏi số 4, phản đặc hiệu tên là gì, hiện tượng ra làm sao? Phản đặc hiệu này tên là gì và hiện tượng như thế nào nè? Mình chỉ việc là nhìn slide mình trả lời thôi ha. Vậy phản đặc hiệu để định tính caffeine trong trà thì người ta dùng phản nào? Mời bạn Trương Vũ Quyền Phúc. Theo Phúc thì phản đặc hiệu của caffeine tên là gì và hiện tượng là gì? C
Thuốc thử đặc hiệu của cà phê là gì? Hiện tượng. Cái này mình chỉ cần kéo lên slide là có nè. Thuốc thử gì? À, muresit. Và dùng định tính gì? Caffeine hiện tượng cho màu gì? Một tím xem. Hết. Thấy chưa? À, như vậy là chỗ sơ đồ này nè. À, mình trả lời là thuốc thử muresit. Và nó cho màu tím xem. Thuốc thử dùng để phát hiện alkalis trên màng mỏng thì đó là dragon dust rồi. Và thuốc thử để định tính alkalis trên vi phẫu thì đó là Buchada, đúng không? Thì bây giờ ngoài hai cái thuốc thử chung này, có năm thuốc thử, trong đó có hai anh thì làm thêm cái nghề tay trái nữa, đúng không? Ngoài thuốc thử định tính alkalis thì một cái thì làm màng mỏng, một cái thì làm vi phẫu. Thì trong phần tiếp theo đây mình còn biết được một cái thuốc thử nữa, đó là dùng trong định lượng. Mình chuyển qua phần định lượng alkalis nha. Để định lượng alkaloid thì chúng ta sẽ tuân thủ các nguyên tắc chung sau đây. Thứ nhất đó là trước hết mình phải chiết kiệt đã, mình phải chiết kiệt được nó. Vậy để chiết kiệt alkaloid thì mình có thể dùng cồn, mình có thể dùng dung môi hữu cơ, mình có thể dùng nước axit. Nhưng dù em làm kiểu nào thì mình cũng phải chiết kiệt được đã, bởi vì mình đang định lượng chứ mình không còn là định tính nữa rồi. Mình đang định lượng chứ mình không phải là định tính. Và vì thế mình sẽ phải kiểm tra số lần chiết là bao nhiêu để mình giảm thời gian chiết cũng như là đảm bảo được rằng kết quả nó chính xác. Và làm sao để cho mình biết là mình chiết kiệt được cái alkaloid ở trong dược liệu, mình sẽ phải sử dụng cái gì? Làm sao để mình biết được rằng là chiết kiệt từ alkaloid có trong dược liệu, mình sẽ sử dụng thuốc thử chung. Chính xác, mình sẽ dùng thuốc thử chung cho thử cho vô cái dịch chiết thì nó không có tủa thì là hết thôi, đúng không? Nhưng chưa có chắc lắm. Bây giờ giả sử như bây giờ tôi chiết bằng cồn, tôi chiết 5-6 lần rồi đó, và sau đó thầy lấy dịch chiết cồn thì cho thuốc thử chung vô, ví dụ thì thầy cộng với thuốc thử, thường là người ta dùng dragon dust hay dùng dragon dust thì thấy là nó không có tủa. Kết luận là gì? Nó không có alkaloid, nó hết alkaloid rồi. Hay là tôi chiết bằng dung môi hữu cơ, ví dụ như là thầy kiềm hóa bằng ammoniac, sau đó là thầy chiết bằng chloroform, sau đó là cái dịch chloroform này thầy gì, thầy tiếp tục lấy cái dịch chloroform mới nhất, thầy tác dụng với thuốc thử gì? Dragon dust. Vậy có được không? Bây giờ mình nói cái dịch cồn trước nha. Lấy dịch chiết cồn mình tác dụng với thuốc thử chung được không? Không được, bởi vì thuốc thử chung, mình coi lại thuốc thử chung nè, người ta quy định là gì? Thuốc thử chung, các bạn không cần lật slide nha, thầy chuyển thôi, có thể tan trong cồn và methanol. Thuốc thử chung có thể tan trong cồn và methanol và thuốc thử thừa nữa. Vì vậy nếu như em dùng cồn để em chiết thì sao? Nếu dùng cồn để em chiết thì dù trong dịch chiết của em có hay không có alkaloid thì nó đều không xuất hiện kết tủa, và kết quả mình sẽ kết luận sai, hiểu không? Và do đó là gì? Do đó là chúng ta phải có một sự điều chỉnh nhất định, nếu không mình sẽ sai. Hồi đó thầy đã gặp, hồi thầy làm nghiên cứu đi qua bên làm nghiên cứu thì có những cái bạn được làm đề tài và thầy cô thường giao nhiệm vụ cho chiết dược liệu, chiết bằng cồn 70 thì bạn đó làm tới 10 kg dược liệu mà bạn đó mới chiết được đâu có 10 lít 20 lít cái bạn đó ngưng. Thế thầy cũng thắc mắc quá. Thường á là ngắm kiệt á tỷ lệ sẽ là 1 năm là tối thiểu, 1 năm cho đến 10, tức là 10 kg dược liệu thì phải chiết được 50 lít cồn hoặc là thậm chí 100 lít cồn thì mới lấy được hết chất, tất cả các chất ở trong đó ra. Mới làm có 120 lỗi 112, tức là cái 20 nó cũng ngưng. Hỏi sao vậy? Em kiểm tra hết alkaloid rồi. Thế làm sao? Em lấy cái dịch cồn em cộng với dragon dust thấy không có tủa, kêu nó không can quyết. Tụi hết hồn là không được, nghĩa là sai. Mà cái dịch chiết cồn là phải làm gì? Phải cô cạn nó đã, sau đó mới hòa vào trong gì? Nước axit. Sau đó thì nó mới cộng với dragon dust mới đúng, bởi vì nó phải được tiến hành trong môi trường nước axit.
phải cố càng là bắt cơm đi. Và sau đó là gì, lấy ra thử, trời ơi quá trời tủa luôn, hên là chưa đổ vô thùng rác á. Hay là cái dịch ammoniac cũng vậy, sau khi kiềm hóa với ammoniac vậy lắc với chloroform, thì trong chloroform nó đang là alkali dạng gì, dạng benzo. Dạng benzo thì là sao làm thuốc thử chung được, mà mình phải biến nó về dạng gì bạn, mình phải biến nó về dạng muối bằng cách là mình lắc với nước axit, hoặc là mình làm gì, hoặc ngoài cái việc mà lắc với nước axit ra thì mình còn có thể là cô cạn lên cắn rồi lại hòa vào trong nước axit giống như cồn vậy đó, sau đó mới tác dụng với thuốc thử chung thì nó mới chính xác nha. Ở đây mình hiểu chiết kiệt alkali tức là mình phải lấy được hết ra, và mình hiểu được cái cách xác định chiết kiệt là mình cho thuốc thử chung vào, nhưng mà phải biết cách xác định, phải đi đúng đường, tức là phải bỏ cồn đi, phải loại bỏ gì, loại bỏ dung môi hữu cơ đi, phải biến nó là môi trường nước axit thì nó mới chính xác được nha. Rồi sau khi mình chiết kiệt được alkali rồi thì mình mới tiến hành tinh chế nó, và cái phương pháp tinh chế thường quy đối với alkali đó là chúng ta sẽ lắc chuyển vàng qua lại, và lắc chuyển vàng qua lại để loại tạp, và như vậy nó sẽ tinh chế được alkali thôi, và sử dụng các phương pháp định lượng thích hợp để có thể định lượng được cái alkali ở trong đó. Ví dụ chúng ta sử dụng phương pháp cân, phương pháp thể tích, quang phổ, sắc ký và sinh vật. Mình đi vào một số cái phương pháp ha. Thứ nhất đó là phương pháp cân. Phương pháp cân được sử dụng khi nào? Khi mà mình không biết trong đó alkali là gì, hoặc là hàm lượng nó cao, hoặc là những alkali nó có các cái thành phần phức tạp mình không thể nào định lượng bằng các phương pháp khác, thì mình có thể sử dụng phương pháp cân. Và nó đem lại cho mình một cái ưu điểm, đó là gì? Đơn giản, rẻ tiền. Nhưng mà cái nhược điểm của nó thì cũng rất là khó chịu, đó là đôi khi thì sai số của nó cao, đôi khi sai số của nó cao, đúng không? Và đồng thời là khi hàm lượng alkali trong đó nó thấp mà, nên sai số nó cao, và đặc biệt là nó không dùng được cho những alkali bay hơi và thăng hoa. Ví dụ như bây giờ chúng ta nói về cái phương pháp cân trực tiếp trước nha. Đây là cái quy trình của phương pháp cân trực tiếp, và thực tế cân, phương pháp cân á, người ta dùng cái kiểu chiết xuất bằng dung môi hữu cơ, tức là muốn định lượng mà phương pháp cân người ta chiết bằng dung môi hữu cơ, tức là phương pháp số 1, phương pháp thường quy ha. Và sau khi mà lắc chuyển dạng qua lại nè, đó, sau đó họ lại gì, kiềm hóa, và cái dịch này thay vì là người ta chấm sắc ký thì người ta sẽ cô cạn thu được cái cắn, và họ gì, họ cân cái khối lượng cái cắn đó, họ cân khối lượng cắn, và so với cái khối lượng cắn ban đầu, so với khối lượng ban được lượng ban đầu, thì mình sẽ suy ra được phần trăm của alkali toàn phần có trong đó. Đó là cái phương pháp cân trực tiếp. Phương pháp cân trực tiếp nghĩa là mình sử dụng phương pháp chiết xuất bằng dung môi hữu cơ trong môi trường kiềm thôi, sau đó là mình cân cái cắn là được. Tuy nhiên thì phương pháp này thì nó sẽ có cái sai số, do cái lượng alkali có trong dược liệu không có nhiều, nó chỉ có 1% hoặc thấp hơn, nên là do cái khối lượng cân của mình sẽ nhỏ, mà khối lượng cân nhỏ thì cái kết quả nó sẽ bị sai số. Vì thế người ta sẽ khắc phục bằng cách là sử dụng phương pháp cân gián tiếp, và chúng ta gặp một cái thuốc thử, gặp một cái thuốc thử chung, đó là thuốc thử gì các bạn? Thuốc thử bạc trăng. Vậy bạn nhớ ghi nhận cho thầy là thuốc thử bạc trăng dùng trong định lượng. Thuốc thử bạc trăng thì dùng trong định lượng nha. Nhớ ghi nhận cái này cho thầy ha. Thuốc thử bạc trăng thì dùng trong định lượng. Và cụ thể hơn, đó là định lượng gián tiếp. Định lượng gián tiếp hay là phương pháp cân gián tiếp. Vậy trong phương pháp cân gián tiếp nó có sự điều chỉnh gì? Là dược liệu được kiềm hóa và chiết bằng dung môi hữu cơ nè. Nhưng mà tức là nó cũng giống ECC như là phương pháp cân trực tiếp thôi. Nhưng mà đến cái nước, phần nước axit đó người ta không có kiềm hóa nữa, mà người ta làm gì? Người ta tác dụng với thuốc thử chung. Vì nó là nước axit, nó tác dụng với thuốc thử chung, và thuốc thử chung lựa chọn đó là bạc trăng. Và khi mà tạo tủa với thuốc thử bạc trăng, người ta sẽ cân cái khối lượng tủa, và khối lượng tủa đó cân là T. Được chưa? Và thậm chí là người ta có thể cẩn thận hơn, họ sẽ vô cơ hóa cái tủa này để thu được cái khối lượng là B1. Thì bây giờ mình sẽ coi ý nghĩa của cái thuốc thử bạc trăng nha. Thuốc thử bạc trăng nó sẽ tạo, ưu điểm của nó là nó tạo được cái tủa ổn định. Ưu điểm của nó là tạo được cái tủa ổn định, và cái thành phần của nó cũng xác định với cái alkali đó, tức là nó có thể có hai kiểu tủa, hoặc là cái kiểu monobasic, hoặc là kiểu dibasic.
kiểu mono, tức là nó sẽ gắn với bốn cái alkaloid này đó, và đi thì gắn với hai, gắn đi thì gắn với hai, mono như vậy là bốn, nó bạn nhầm á, mono bỏ đi một thôi nha, mono ghi bốn vô. Rồi, kiểu mono hoặc là kiểu đi. Và trong cái kiểu mono này nó gắn với một alkaloid, kiểu đi thì gắn với hai alkaloid. Và khi mà biết khối lượng rồi nè, khi mà mình biết khối lượng của cái tủa là bao nhiêu, tức là mình cân được khối lượng là P, đúng không? Mình biết được cái alkaloid có trong cái dược liệu đó là gì, ví dụ như là cysteine, morphine, khối lượng mol của nó là nhiêu. Và từ đó mình sẽ biết được là gì? Khối lượng của alkaloid, hàm lượng của alkaloid có trong tủa là bao nhiêu, bởi vì nó hình thành một cái công thức cụ thể. Ở đây W là Wolfram đó, tức là một cái kim loại mình hay dùng để làm dây tóc bóng đèn đó. Thì từ đó mình sẽ suy ra được cái khối lượng của alkaloid có trong dược liệu. Như vậy là người ta biết được cụ thể luôn hàm lượng alkaloid. Còn trong trường hợp mình không biết được alkaloid đó là cái chất nào, tức là mình không biết được cái khối lượng mol của nó, thì cũng không sao. Mình sẽ làm gì? Mình vô cơ hóa. Và khi vô cơ hóa thì alkaloid nó là hợp chất hữu cơ mà, nó là carbon, nitơ, hydro, oxy, nó sẽ biến thành CO2, nó sẽ biến thành nước, nó sẽ biến thành nitơ, nó bay hết lên trên trời. Còn lại thành phần bé thuốc thử bạc trăng thì sao? Ở lại, tức là khối lượng là B1. Lấy B trừ B1 thì suy ra được gì? Lượng alkaloid. Từ đó cái kết quả nó sẽ chính xác hơn, bởi vì cái khối lượng cân của mình nó nhiều hơn. Và ở đây mình không có cân trực tiếp alkaloid, mà mình cân gì? Mình cân cái tủa của alkaloid, cho nên người ta mới gọi là phương pháp cân gián tiếp nha. Và thuốc thử đó là thuốc thử bạc trăng, nó dùng được cho cả hai trường hợp, biết được công thức hoặc là gì, không biết được công thức luôn. Phương pháp chuẩn độ thể tích, phương pháp chuẩn độ thể tích thì người ta sử dụng phương pháp chuẩn độ acid base, bởi vì alkaloid thì nó có tính kim, cho nên là người ta sẽ sử dụng acid để định lượng nó thôi. Có thể là định lượng chuẩn độ trong môi trường nước, có thể là chuẩn độ trong môi trường khan. Nếu như mà cái alkaloid này có tính base yếu quá thì người ta mới chuẩn độ trong môi trường khan. Còn nếu như mà alkaloid này có môi có tính kiềm trung bình thì người ta có thể chuẩn độ trong môi trường nước là được rồi. Và đối với chuẩn độ này, bạn có thể nhìn cái sơ đồ biểu diễn á, nghĩa là ban đầu cái alkaloid là mình là cũng mình là cái vạch màu xanh này nè. Sau đó mình cho vào đó một lượng thừa axit, và mình định lượng cái lượng thừa axit này bằng base. Vậy nôm na phương pháp này là phương pháp chuẩn độ gì các bạn? Đây là phương pháp chuẩn độ thừa trừ. Đây là phương pháp chuẩn độ thừa trừ, vì mình cho một lượng thừa axit vào, sau đó mình trừ ra, đúng không? Và ở đây ở chuẩn độ axit base thì đương nhiên mình sẽ sử dụng các cái chỉ thị, mình có một số chỉ thị ha. Ví dụ như là phenolphthalein, chỉ thị màu nha. Phenolphthalein đỏ metin, metin da cam hỗn hợp xanh đỏ, đỏ metin và xanh metilen, và các cái bước nhảy pH của nó. Và để mình lựa chọn cái chỉ thị màu thì mình cũng phải coi điểm tương đương là như thế nào ha. Tại điểm tương đương, acid và base tác dụng với nhau, acid thừa và base, đúng không? Vậy tại điểm tương đương, base thì gì? Hết. Acid cũng gì? Cũng hết. Vậy chứng tỏ tại điểm tương đương, pH của môi trường bằng mấy? Tại điểm tương đương, pH của môi trường bằng mấy? Lần 7, nhưng mà không phải là 7 đâu các bạn. Nghe lý luận vậy đó, nhưng mà không phải là 7 đâu, bởi vì mình còn quên một thành phần, đó là alkaloid. Và mình coi là alkaloid coi. Như alkaloid dạng base cũng gì? Cũng hết rồi mà. Như vậy là pH là gì? Cũng là 7 sao? Không, nó không phải là 7, bởi vì alkaloid dạng base nó đã làm gì rồi? Alkaloid dạng base này đã như thế nào rồi? Nó lại đi đâu?
nó đã tác dụng với axit. Mà khi nó tác dụng với axit, tức là nó đã biến thành dạng gì? Đúng rồi, nó đã biến thành dạng muối mất tiêu rồi. Mà dạng muối thì nó có tính gì? Dạng muối thì nó có tính gì mấy bạn? Đúng rồi, dạng muối thì nó có tính axit yếu. À, vậy là ở đây mình đừng quên một thành phần mà mình nếu mình không để ý là mình bị sót đó, đó là anankaloid. Anankaloid này đã bị chuyển hóa thành dạng muối và ảnh có tính axit yếu. Vì thế khi mà mình dùng chuẩn độ thì mình sẽ sử dụng những chuẩn độ chuyển màu trong môi trường axit thôi. Ví dụ đỏ metin, metin da cam hoặc là ba cái nói chung là ba cái bên dưới á. À, những cái chỉ thị chuyển màu trong môi trường gì? Axit, bởi vì nó phù hợp với cái điều kiện điểm tương đương. Tại điểm tương đương trong môi trường chỉ còn anhydride dạng bazơ, xin lỗi dạng muối, và nó làm cho pH gì? À, pH của môi trường nhỏ hơn 7. Vì thế chúng ta nên lựa chọn những chỉ thị màu chuyển màu trong môi trường axit sẽ chính xác hơn. Còn nếu em dùng phenolphthalein á, thì cái lượng bazơ mình dùng để định lượng á, cái lượng bazơ mình dùng để định lượng sẽ phải như thế nào? Sẽ phải tăng thêm để kiềm hóa alkalit, mình phải cho thêm kiềm vào để kiềm hóa cái alkalit dạng muối. Vậy chứng tỏ là gì? Phải tốn thêm một lượng kiềm nữa, tốn thêm nhiều để đằng khác. Và vì thế mình sẽ bị sai số thừa. Mình sẽ cho nhiều bazơ vào, đúng không? Sẽ bị sai số thừa. Do vậy ở đây bạn chú ý, chúng ta sẽ sử dụng những chỉ thị màu chuyển màu trong môi trường axit nha. Chỉ thị thì nhớ ghi chú vô là chuyển màu trong axit. Sử dụng chỉ thị màu chuyển màu trong axit giống như là cái phương pháp lắc nhô của định lượng tinh dầu xả, tinh dầu xi chan á, tức là người ta cũng sử dụng chỉ thị màu chuyển màu trong môi trường axit. Còn đối với trường hợp mà alkalic mà nó có tính kiềm quá yếu thì người ta có thể tiến hành trong môi trường than và cách tiến hành tương tự. Sử dụng môi trường khan, tức là không dùng nước mà người ta dùng axit acetic, và cái dung dịch chuẩn độ sẽ là axit perchloric này, và ứng dụng ở trong hóa dược. Khi mà thầy cô hỏi cái chất này thì định tính bằng phương pháp nào, định lượng phương pháp nào, nhìn thấy nó có nitơ, nó có tính kiềm si ra, ít nhất là nó sẽ được định lượng bằng phương pháp Spencer rồi. Nếu như nó có liên kết đôi hay gì đó, người ta dùng phương pháp HPOC để gì? Định lượng nó. Này thì tương tự như vậy, anh cũng thấy là HPOC. Hoặc là anh người ta còn sử dụng phương pháp sinh vật nữa để đánh giá hoạt tính của nó. Ví dụ như là để kiểm tra atrin còn hoạt tính hay không, thì người ta có thể là nhỏ lên trên mắt của nó để có thể là nó có gây giãn đồng tử hay không đó, người ta đánh giá cái độc lực của nó. Rồi như vậy là mình đã tìm hiểu xong cái phần đại cương về alkalis. Bây giờ là 8:40, mình sẽ nghỉ lao đến 9:10, sau đó chúng ta tiếp tục phần dược liệu cho alkalis nha. Các bạn nghỉ giải lao. Rồi, khác với phần tinh dầu và dầu béo thì phần dược liệu chứa alkalis có thể nói là khối lượng kiến thức của nó khá là nhiều. Bởi vì chúng ta sẽ xem khoảng, sẽ tìm hiểu khoảng 20 dược liệu khác nhau. 20 dược liệu khác nhau cũng như là cái phương pháp chiết xuất tương ứng với cái dược liệu đó. Đây mình có khoảng 20 dược liệu khác nhau được chia làm 3 nhóm. Đó là các cái alkalis proto, alkalis thực và pseudoalkalis. Đối với protoalkalis thì chúng ta sẽ nói về ma hoàng và tỏi độc là chính nha. Còn cái nhóm mà có thể nói phong phú nhất đó là các alkalis thực. Hôm nay chúng ta sẽ nói một số cây, đó là ma hoàng, tỏi độc, thuốc lá, cà độc dược, coca và cankina. Những cây còn lại mình sẽ để dành qua tuần sau, tuần cuối cùng. Trước hết mình sẽ nói về nhóm protoalkalis trước nha. Nhắc lại, alkaloid đã là những hợp chất hữu cơ, protoalkaloid là gì? Là những hợp chất mà được cấu tạo từ gì? Từ axit amin. Nhưng mà cấu trúc của nó còn khá là đơn giản, bởi vì nó không có nhân dị vòng, nitơ nó còn nằm ngoài mạch nhánh, nó chưa kịp đóng vòng, chúng ta gọi là protoalkaloid. Và có hai cái dược liệu tiêu biểu đó là ma hoàng cùng với tỏi độc. Và những dược liệu này có những cái lưu ý gì? Và trong mỗi một bài á, thì các dược liệu này thầy sẽ luôn nhấn mạnh cái phần chiết xuất của nó, vì mỗi một cái phần, mỗi một dược liệu thì nó sẽ có một phương pháp chiết xuất khác nhau nha. Trước hết đó là ma hoàng, ma hoàng hay còn gọi là ephedrazinica. Ngoài ra chúng ta còn có cái loài mộc tạc ma hoàng để thay thế là ephedra equisetina, và loài ma hoàng trung gian
Intermedia. Loài mã hoàng này chủ yếu ở Trung Quốc, chủ yếu là ở Trung Quốc, và hiện nay ở Việt Nam mình chủ yếu là nhập cái nguồn mã hoàng từ Trung Quốc mà thôi. Bộ phận dùng là phần trên mặt đất, phần ở thân trên mặt đất, nó giống như là cái bó chổi vậy đó bạn. Người ta sẽ bó lại từng bó như thế này và người ta cắt ra thành từng đoạn. Thành phần hóa học của phần thân trên mặt đất này chủ yếu là alkaloid và chiếm hàm lượng lớn đó là hỗn hợp hai thứ, trong đó nhiều nhất đó là ephedrine. Ephedrine, ephedrine tức là, và đồng phân quan học của nó là pseudo ephedrine. Ephedrine tức là gốc OH và gốc CH3, tức là hai chất đầu tiên ở trên này là nó cùng hướng lên hoặc nó cùng hướng xuống, thì đó là ephedrine nha. Còn pseudo ephedrine thì nó một cái hướng lên cái hướng xuống, nó khác phía với nhau đó, chú ý ha, nhìn công thức rồi mình nhận dạng ra nó nha. Và thường là đối với cây ma hoàng người ta sẽ thu hoạch vào mùa thu, bởi vì là khi đó hàm lượng hoạt chất là cao nhất. Với cái chất là ephedrine thì tác dụng của ma hoàng nó có tác dụng gì? Ephedrine khi mà mình xem công thức cấu tạo của nó, mình sẽ thấy nó có cấu trúc tương tự như adrenaline, nghĩa là thuộc cái nhóm cường giao cảm. Nó sẽ làm tăng huyết áp, nó gây co mạch, và vì thế mà tác dụng của nó cũng có khả năng gây co mạch, cũng có khả năng là tăng huyết áp trong trường hợp bị trụy tim mạch, trong trường hợp bị xung huyết mũi. Nó sẽ gây co mạch để nó giảm đi tình trạng sổ mũi, giảm đi tình trạng bị hen suyễn. Nhưng mà đồng thời ephedrine á, thì nó lại có cấu trúc khá là tương đồng với amphetamine. Đây là amphetamine. Vậy amphetamine nó bị gì? Nó bị mất đi một gốc OH, nó bị mất đi một gốc CH3. Và cái amphetamine so với ephedrine ha, và amphetamine này trước đây á, nó được sử dụng như là thuốc hưng trí. Nó được sử dụng như là thuốc hưng trí, tức là làm cho người ta cảm thấy làm tăng trí nhớ nè, làm cho người ta cảm thấy thoải mái hơn. Và đồng thời khi mà sử dụng cái amphetamine này á, thì nó lại giúp người ta không có muốn ăn uống, tức là làm người ta mất đi cảm giác thèm ăn. Và vì vậy trước đây amphetamine và các dẫn chất của nó thì được dùng làm thuốc giảm cân. Cho nên bạn có nghe cái thuốc là sibutramine. Sibutramine là một cái từ, một thuốc giảm cân từ amphetamine đó. Thì amphetamine này về sau á, người ta mới gắn thêm một cái gốc metin vô vào trong công thức của nó, và chúng ta gọi đó là methamphetamine. Nghĩa là một cái dạng thân giàu hơn, bởi vì nó có thêm một gốc CH3 ở chỗ NH2 biến thành NHCH3, làm cho nó trở nên thân giàu hơn. Và khi mình so sánh cấu trúc của ephedrine và methamphetamine, mình thấy rằng là gì? Mình thấy rằng là ephedrine nó hơn methamphetamine một gốc OH, nó hơn một gốc OH, chứng tỏ là ephedrine nó phân cực hơn, đúng không? Trong khi đó methamphetamine thì nó sao? Nó sẽ thân giàu hơn, nó ngấm vào hai trong hàng rào máu não mạnh hơn. Và dưới cái nhìn hóa học của mình là mình như thế. Còn đối với những cái nhìn của mấy cái con nghiện á, thì đó là cơ hội làm giàu của họ. Cơ hội làm giàu của mấy cái ông mà đầu nậu bán ma túy thì đó là cơ hội làm giàu của họ, bởi vì cái nguồn nguyên liệu đã sẵn có đây, đã buôn bán sẵn đây rồi. Và ephedrine nó được sử dụng ở đâu? Nó có trong các thuốc chữa cảm sốt. Trước đây nó là thành phần của các thuốc cảm sốt, đặc biệt là những cái thuốc mà có sự gì phối hợp, là những thuốc mà có sự phối hợp các thành phần, ví dụ như những cái viên mà vừa cảm cúm vừa trị ho vừa trị sổ mũi á, tức là vừa có paracetamol kết hợp với chlorpheniramine kết hợp với pseudoephedrine chẳng hạn. Nó vừa là chữa sổ mũi, chữa nghẹt mũi, chữa cảm sốt luôn đó. Chúng ta có Tiffy nè, Aminflu trước đây thì nó có pseudoephedrine và ephedrine trong đó. Nhưng mà về sau thì có một cái sự kiện, đó là có một cái đám cháy nhà, một cái đám cháy thế ở quận 8 Sài Gòn mình, nó ở quận 8, cái là người ta mới công an cũng như là các cái lực lượng chữa cháy mới đến kiểm tra điều tra nguyên nhân. Và khi mà đến thì họ thấy là gì? Trong cái xưởng này nguyên nhân cháy là do axit sulfuric đậm đặc, nguyên nhân cháy là do axit sulfuric đậm đặc nó bắn ra và gây cháy. Và xung quanh những cái thùng chứa axit sulfuric thì nó còn là những cái bao tải chứa các thuốc cảm sốt nữa. Tức là họ mua rất là nhiều thuốc cảm sốt mà không có một cái cơ sở mà họ làm gì mà họ lại mua thuốc cảm sốt như vậy. Thì hóa ra
là họ muốn lấy cái ephedrine có trong này ra, họ muốn lấy cái ephedrine có trong các cái viên nén, các cái viên thuốc được bán một cách hợp pháp trên thị trường, nhưng họ mua nhiều, xong rồi họ tán bột, họ hòa vào trong nước, họ hòa vào trong cồn, và ephedrine á thì sao bạn nói là dạng dạng lan cái dạng muối mà, cho nên nó sẽ tan trong nước, còn paracetamol nó có tan đâu. À, và kết quả là họ tách được cái ephedrine ra khỏi cái thuốc, và xong rồi là gì, họ sẽ sử dụng acid sulfuric đậm đặc để họ gì, họ tẩy đi cái gốc OH này đi, họ khử đi cái gốc OH này bằng một hẳn háo nước thôi, và kết quả là họ thu được methamphetamine. Có thể nói là họ rất là giỏi về mặt hóa học đúng không, nhưng mà về phương diện xã hội học thì đó lại là những thứ gây hại cho cơ thể, bởi vì methamphetamine đó là ma túy đá. À, sau này người ta cấm ephedrine cùng với pseudoephedrine, nó được xếp vào cái nhóm là thuốc tiền, cái nhóm thuốc hướng thần, nhóm thuốc gọi là tiền gây nghiện. À, cho nên là nó bị cấm có trong các cái thuốc cảm sốt rồi. Trước đây là có, bây giờ thì hình như là các thuốc cảm sốt người ta không có trộn pseudoephedrine vào đó nữa, bởi vì là nó sẽ bị lạm dụng làm ma túy đá. À, thành phần hóa học là ephedrine và chiếm hàm lượng khá là cao trong các cây như tôi đã nói, cái loại thảo ma hoàng, tức là ephedrine sinica, hàm lượng cao nhất khoảng 1,3%, chủ yếu là ephedrine, và ngoài ra thì còn có pseudoephedrine. Đây là một cái loại dược, một cái vị thuốc rất là đặc biệt, bởi vì là tùy vào cái bộ phận dùng khác nhau mà công dụng của nó lại khác nhau. À, ví dụ như nãy giờ chúng ta đang nói là cái phần thân thì chúng ta gọi là ma hoàng, nhưng mà cái phần rễ của nó, phần rễ của nó thì chúng ta gọi là ma hoàng căn. À, rễ của nó thì gọi là ma hoàng căn, và ma hoàng căn tức là cái rễ của nó thì lại có tác dụng là gì, ngược lại, thay vì ma hoàng á nó dùng để làm cho ra mồ hôi, để làm tăng huyết áp, làm cho ra mồ hôi, thì ma hoàng căn nó làm cho hạ huyết áp, nó làm cho giảm ra mồ hôi. À, đây là một cái cây đặc biệt ở chỗ là hai bộ phận dùng khác nhau và công dụng của nó là ngược nhau. À, bởi vì cái rễ nó không có ephedrine mà nó lại có các dẫn chất xác, dẫn chất khác của ephedrine. Để chiết xuất được cái alkaloid có trong cây ma hoàng này thì quá trình chiết xuất của nó, nói chung nếu nó là một alkaloid thì mình có thể sử dụng được bất cứ phương pháp nào, tức là kiềm hóa và chiết bằng dung môi hữu cơ cũng được, chiết bằng nước axit cũng được luôn. Vấn đề là mình cân nhắc từ tác nhân kiềm hóa là gì thôi. Đúng ra là người ta dùng ammonia, à, xin lỗi, người ta dùng natri carbonate. À, nhưng mà cái tính kiềm của ephedrine thì nó không có hơn, không có nhỉnh hơn ammonate hơn là bao nhiêu. Cho nên người ta cũng có thể sử dụng ammonia để kiềm hóa, chiết bằng nước axit rồi kiềm hóa, hoặc kiềm hóa và chiết bằng dung hữu cơ. Nhưng đặc biệt chú ý đó là ephedrine người ta còn có thể là gì? Người ta còn có thể sử dụng cả hai phương pháp đặc biệt luôn. Tức là người ta có thể chưng cất lôi cuốn theo hơi nước, hoặc có thể sử dụng kỹ thuật vi tăng hoa để thu lấy cái tinh thể ephedrine, để từ đó người ta có thể định tính. Ở đây bạn có thể ghi nhận là ephedrine thì người ta có thể chiết xuất nó, thu lấy nó bằng cả hai phương pháp đặc biệt luôn, đó là vi tăng hoa và chưng cất lôi cuốn theo nước. Và thực tế thì cái này người ta dùng trong phòng thí nghiệm để định tính thế thôi, chứ không có dùng để chiết xuất quy mô lớn như là trà. Và ephedrine trong dược liệu thì nó sẽ tồn tại song song với pseudoephedrine, là cái dạng đồng phân quang học của nó. Vì thế là người ta sẽ loại bỏ nó bằng cách sử dụng các cái hợp chất, bằng cách là tạo muối oxalat, và khi đó nó sẽ bị kết tủa nha. Để định tính dược liệu ma hoàng thì chúng ta sẽ soi bột, và đặc biệt là làm các phản ứng hóa học, ví dụ như là dùng phản ứng với đồng clorua, bởi vì là đây là hợp chất amin, cho nên là nó có khả năng tạo phức chelate với các cái ion đồng, nên nó sẽ cho cái sản phẩm màu vàng đậm, hoặc là nó có khả năng thăng hoa thì mình sẽ làm tinh thể gì, phản ứng vi thăng hoa, rồi coi thử nó có tinh thể kim hay không. Và nhận xét về tính kiềm của ephedrine thì bạn thấy nó là nitơ bậc máy đây. Alkalic có trong cái cây này thì là nitơ bậc máy. À, nó nitơ bậc 2, mà nitơ bậc 2 tính kiềm của nó trung bình đúng không, tính kiềm của nó không phải là yếu mà nó là khá là mạnh hơn á, mạnh hơn so với bình thường, tính kiềm trung bình. Vì thế mình có thể định lượng nó được bằng phương pháp gì, acid base. Chúng ta có thể định lượng nó bằng phương pháp acid base theo phương pháp chuẩn độ thừa trừ như hồi nãy thầy vừa phân tích, nghĩa là mình sẽ sử dụng chỉ thị chuyển màu trong môi trường acid nè, và mình cho một lượng thừa acid vô, sau đó định lượng bằng NaOH, và người ta sẽ quy định rằng cái hàm lượng ephedrine trong dược liệu đó là bao nhiêu. Tụi ta quy tất cả kết quả về ephedrine nha.
Về tác dụng và công dụng, Efferine có tác dụng kiểu cường giao cảm giống như adrenaline, nhưng mà nó không có hai liên kết OH, tức là nó không phải là polyphenol, nên nó bền vững hơn, nó không có bị phân hủy nhanh như là adrenaline, nên tác dụng của nó lâu hơn. Y học cổ truyền dùng nó là một thuốc chữa sốt không ra mồ hôi, hay bạn có thể ghi chú ở đây là cảm lạnh đó. Cảm lạnh hay người trong đông y người ta gọi là cảm phong hàn, viêm phế quản, viêm phổi, hen suyễn, nói chung nó là một cái vị thuốc ra mồ hôi rất mạnh. Còn phần rễ thì lại có tác dụng ngược lại, tức là nó thay vì nó làm ra mồ hôi thì nó sẽ chữa cái chứng là bị ra mồ hôi trộm. Cái chế phẩm của Efferi hiện nay chúng ta còn có dạng thuốc tim, bởi vì là nó bền vững hơn adrenaline, cho nên là người ta còn có thể sử dụng trong gây mê, tức là phòng ngừa thôi chứ không phải là để gây mê, phòng ngừa bị hạ huyết áp trong gây mê hoặc là trong các cái phẫu thuật. Cây thứ hai là cây tỏi độc, Colchicum autumnan, Liliaceae. Theo mấy bạn thì khi mình nghe từ tỏi độc thì chứng tỏ bộ phận dùng sẽ là tỏi độc, thì mình nghe mình nghĩ rằng bộ phận dùng sẽ là gì? Là cái thân rễ của nó, bộ phận dùng là cái thân rễ của nó, đúng không? Nhưng mà bộ phận dùng của nó không phải thân rễ mấy bạn, bộ phận dùng của nó là cái hạt. Bộ phận dùng của cây tỏi độc này là cái hạt. Và đây là một loại cây không có ở Việt Nam mình, nó chủ yếu ở khu vực châu Âu, Trung Âu mà thôi. Và như tôi đã nói, bộ phận dùng là hạt. Trong hạt chứa rất nhiều alkalis, hơn 1,2% là alkalis, và 50% trong đó là colchicine. 50% trong đó là colchicine, tức là 1,2% và 0,6% đó là colchicine chiếm thành phần đa số. Ngoài ra còn có những thành phần khác, đó là demecolcin và colchicosid. Mình có demecolcin và colchicosid và dầu béo. Giò thì cũng có được sử dụng nhưng mà hàm lượng alkalis khá là ít, chỉ dưới 0,2% mà thôi. Cho nên hiện nay cái phần hạt vẫn được quan tâm nhiều hơn vì nó chiếm nhiều alkalis hơn. Thành phần hóa học thì nó sẽ là hai alkalis tiêu biểu, ngoài colchicosid ra, colchicosid tức là dạng glycosid các bạn, tức là colchicine gắn thêm đường thì gọi là colchicosid. Thì thành phần hóa học chúng ta gồm có hai alkalis chính, đó là colchicine và demecolcin. Chúng đều thuộc cái nhóm là phenylpropylamine hay là nhóm phenylalkylamine, mà cụ thể hơn là propyl, bởi vì là phenyl là vòng benzen, propyl tức là ba carbon, một nè, hai và cuối cùng là ba. Chúng ta gọi là phenylpropylamine, phenylpropylamine. Demecolcin cũng thế, nhưng mà cái sự khác biệt cơ bản của colchicine và demecolcin đó là chỗ nitơ thôi. Một cái là gắn với CH3CO, một cái thì gắn với CH3 thôi. Deme thì gắn với CH3, còn colchi thì chỉ gắn là gắn với gì? CH3CO. Và điều này dẫn đến là gì? Sự khác biệt về tính kiềm của chúng, dẫn đến sự khác biệt về tính kiềm của chúng. Colchicine nhắc lại là nó không có tính kiềm. Nguyên nhân do đâu bạn? Tại sao colchicine nó không có tính kiềm? Tại sao colchicine nó không, đúng rồi, nitơ nó gắn với gốc amin, nó nằm trong gốc amid, nó gắn với liên kết cetone là làm cho nó không có tính kiềm. Tức là mình có thể trả lời đây là không có tính kiềm là do nó có liên kết amid. Và cái hệ quả là cái hệ quả là gì? Là nó không tạo được gì? Tạo muối ở trong acid. Nó không tạo được muối trong acid. Đó là cái tính chất rất là điển hình của colchicine. Em coi nó như là một hợp chất hữu cơ bình thường đi. Em coi nó như là một cumarin, em coi nó như là một anthraquinone vậy đó. Nó không có khả năng chuyển dạng qua lại. Trong khi deme thì lại khác, demecolcin thì lại khác. Demecolcin thì sao? Demecolcin thì nó là nitơ bình thường, thậm chí nó là nitơ bậc 2 nữa kìa. Mà khi nó là nitơ bậc 2 thì tính kiềm của nó sao? Tính kiềm của nó mạnh hơn nhiều so với colchicine, nghĩa là nó là một alkalis thường quy. Rồi, và đây là một cấu trúc có nhiều liên kết đôi liên hợp cho màu vàng nhạt. Mấy bạn hay bị quên cái liên kết đôi đó, chú ý ha. Vậy bây giờ mình sẽ đi vào cái phần chiết xuất colchicine. Làm sao để lấy được colchicine có trong cái
cái hạt tỏi độc này ha. Bồn dược liệu được chiết với cồn, sau đó cô cạn. À, tại sao lại chiết với cồn? Bởi vì cái colchicine nó không tạo được muối, nó cũng không có dạng bazơ. Nghĩa là nếu như khi chúng ta gặp những cái ancolit như thế này, chúng ta sẽ không sử dụng các phương pháp thường quy. À, nó không có thể chiết được bằng các phương pháp chiết xuất ancolit thường quy, kiềm hóa không kiềm hóa được, chiết bằng nước axit không chiết được, mà người ta chỉ là gì? À, chiết bằng một phương pháp bình thường với tất cả các dược liệu thôi, chiết cái cồn là xong. À, thì bằng cái đặc điểm lưu ý thứ nhất đối với colchicine là không có dùng mấy phương pháp kia nha, không có chiết với dung môi hữu cơ trong môi trường kiềm, không có chiết với nước axit mà chiết với cồn. À, một cái phương pháp thường quy cho tất cả các dược liệu. Xong rồi cái cắn cồn này nè, người ta mới gì? Mới phân tán trong nước, mới phân tán trong nước và tiến hành là gì? Lắc với ET để loại tạp. Vậy ở đây người ta muốn loại cái gì các bạn? Dấu sao đầu tiên hỏi đó là người ta lắc với ET để loại tạp. Vậy tạp đây là gì? Theo mấy bạn lắc với ET để loại tạp, vậy tạp đây là gì? Đúng rồi, giỏi. À, đó là chất béo. Bởi vì cái đối tượng của mình là hạt mà, đúng không? Cho nên chắc chắn sẽ là chất béo. Coi lại nè, thành phần hóa học của nó, dầu béo chiếm tới bao nhiêu? 17% lận. Cho nên bước đầu tiên người ta lắc với ET. Lúc nào cũng vậy đó. Em thấy người ta lắc với ET hoặc là người ta loại chlorophyll, hoặc là người ta loại dầu béo. Thế thôi. À, đây là lắc với ET để loại dầu béo. Sau khi mà loại được dầu béo rồi á, thì trong cái cao cồn loãng này sẽ gồm có 3 cái alkylit, gồm có colchicine đang phân tán trong đó, nó không tan nhưng mà nó đang phân tán trong đó ha. Demeconcine, viết tắt nha, con là colchicine á ha, deme là demeconcine, và colchicosic tức là dạng glycosic, nó đều nằm trong cái hỗn hợp cao cồn loãng này. Sau khi chúng ta cho axit vào, khi chúng ta HCl vào và chúng ta lắc lên đến pH 2-3 và tiến hành chiết bằng chloroform, thu lấy dịch chloroform. Mục đích của việc cho axit vô để biến alkalit thành dạng muối. Mà dạng muối á, thì nó lại tan trong nước, chứ nó đâu tan trong chloroform. Mà ở đây họ lại lấy dịch chloroform. Hình như ở đây sơ đồ này nó hơi bị mâu thuẫn, đúng không? Thường là khi mà mình lắc với nước axit á, thì mình sẽ lấy nước axit. Bởi vì nước axit nó biến thành dạng muối thì mình lấy nước chứ đâu thể nào mình lấy chloroform được. Nhưng ở đây mình cho nước axit vô biến thành dạng muối xong, mình lắc với chloroform và mình thu lấy gì? Mình thu lấy dịch chloroform. Vậy ở đây nó có cái gì mà nó bất thường không? Mục đích của cái việc mà cho axit vô và lắc với chloroform để làm gì? Cụ thể câu hỏi là như thế. Bởi vì là colchicine không tạo muối, chính xác. Bởi vì colchicine nó không tạo muối, cho nên cái phương pháp chiết xuất này nó cũng không có thường quy, nó không có đúng theo cái chuẩn bình thường mình học nãy giờ. Đó là không phải cho axit vô biến rồi sau đó là lắc để lấy cái dạng muối đâu. Bởi vì dạng muối đó đâu phải là colchicine, bởi vì mình đang muốn chiết colchicine mà. Mình muốn chiết colchicine cho nên là sao? Khi mình cho axit vô thì mình sẽ chia làm hai lớp. Một cái là lớp nước axit, một cái là dịch chloroform. Đúng không? Ở đây là lớp nước axit. Và cái lớp nước axit này nó sẽ chứa cái gì? Khi mà HCl có phần với DME thì sẽ là demeconcin dạng muối với axit chlorhydric, đúng không? Và colchicosic là hợp chất glycosic cho nên nó cũng sẽ tan trong gì? Trong nước thôi. Colchicosic, và cái này chính là cái lớp gì? Lớp nước axit. Lớp nước axit này nó đã lôi theo cái gì? Nó đã lấy đi demeconcin và colchicosic đang nằm trong hỗn hợp với colchicine. Đó, cái lớp nước axit này là lấy rồi, bởi vì nó biến demeconcine thành dạng muối và nó lôi demeconcine ra. Còn lớp chloroform nó vẫn còn gì? Colchicine. Đó chính là cái dấu sao thứ hai. Các bạn chú ý trong sơ đồ này ha. Người ta sẽ hỏi mà ở cái vai trò của HCl trong cái sơ đồ là gì? Để bạn trả lời gì? Dùng để loại bỏ, dùng để tách demeconcine ra khỏi gì? Colchicine, và colchicine thì nó nằm trong lớp gì? Chloroform. Colchicine thì nó nằm trong lớp chloroform, các bạn chú ý nha. Xong rồi á, trong cái dịch chloroform này trước colchicine sẽ được cô cạn để thu được cái cắn, và cắn này chủ yếu là colchicine sẽ được tinh chế
qua kỹ thuật sắc ký, là người ta có thể sử dụng silica gel hoặc là người ta có thể sử dụng nhôm chẳng hạn, dùng cái chất dành nạp cột là nhôm, bởi vì nhôm thì nó sẽ phù hợp đối với cái alkaloid, và từ đó người ta sẽ thu được colchicine tinh khiết. Như vậy là chúng ta nhìn lại tổng quát nhất, cái phương pháp chiết xuất alkaloid có trong cây tỏi độc, không dùng các phương pháp khác mà chỉ bằng cồn nha, sau đó loại bỏ dầu béo và sau đó loại bỏ demeconzin bằng cách là gì? Lắc với chloroform và đừng quên biến nó về dạng gì? Dạng muối. Rồi, vậy để định tính cũng như là định lượng cái colchicine có trong cái dược liệu này, người ta sử dụng phương pháp nào? Họ sẽ sử dụng cặp thuốc thử, đó là sắt và acid chlorhydric. Bạn ghi chú ha, thuốc thử đặc hiệu của colchicine đó là acid chlorhydric, đóng vai trò là một tác nhân acid hóa và một tác nhân oxy hóa, đó là sắt 3 chlorua. Đây là cái bộ đôi thuốc thử dùng để định tính đặc hiệu colchicine nè. Thì dưới tác động của acid chlorhydric, của acid thì nó sẽ gắn H cộng vào trong cái liên kết ceton thông qua cái việc là nó hydro hóa cái chỗ methoxy này thành OH, và sau khi nó tiếp nhận thêm một OH nữa, tức là cái liên kết ceton này nó tiếp nhận thêm một OH nữa thì nó sẽ tạo thành 2 OH, mà 2 OH này kết hợp với cái vòng bảy cạnh này nó sẽ tạo ra một cái vòng thơm. Vòng thơm này có 2 OH liền kề. Vậy để định tính 2 OH liền kề, cách đơn giản nhất đó là gì? Mình dùng sắt 3. Cách đơn giản nhất đó là mình dùng sắt 3. Và sắt 3 nó sẽ sao? Nó sẽ tạo phức đối với góc OH phenol. Ở đây là OH liền kề. Và nó sẽ cho phức màu xanh đậm. Dựa vào cái phức màu xanh đậm này, chúng ta định tính được colchicine. Và dựa vào cái phức màu xanh đậm này, người ta có thể đo quang, người ta định lượng bằng pháp sa màu, đo quang định lượng cái hàm lượng colchicine có trong dược liệu là bao nhiêu. Colchicine thì đây là một chất độc, độc đối với động vật máu nóng và rất là hạn chế khi sử dụng, bởi vì là liều gây chết của nó là 10 mg, tức là khoảng 5 hạt là chết. Nhưng mà người ta còn dùng cái colchicine này ngoài thực tế thì cái ứng dụng của nó thì trong nông nghiệp thì rộng rãi hơn. Người ta sử dụng nó để cải tạo giống cây trồng, tức là tạo ra các cái giống quả không hạt, hay người ta còn gọi là thể gì với bạn? Thể đa bội. Thể đa bội. Đa bội chẵn hay đa bội lẻ? Đúng rồi, thể đa bội lẻ. Thường là thể tam bội. Thể tam bội, ví dụ dưa hấu không hạt, nho không hạt gì đó. Thì đó là do người ta có sử dụng colchicine để nó ngăn cản cái sự hình thành thoi vô sắc. Từ đó nó sẽ không phân chia và từ đó là nó không sinh ra hạt. Còn trong ngành dược của mình thì colchicine chỉ dùng trong trường hợp bị gút thôi nha, không có dùng trong những trường hợp khác, không viêm khớp thì cũng dùng, nó chỉ dùng trong gút mà thôi. Và gút phải là gút cấp, gút là gút cấp chứ không phải dùng trong gút mãn. Người ta ví gút là bệnh của mấy ông vua, mà vua của gì? Của mấy bệnh. Bởi vì là thường những cái người mà có điều kiện á thì hay bị bệnh gút. Ngày xưa mấy ông vua tưởng bị bệnh gút thôi. Và bị gút thì đau vô cùng, rất là đau, cho nên người ta là vua các loại bệnh nghĩa đau lắm. Chỉ cần là đụng vô một cái miếng vải mềm thôi, đụng như cái tấm chăn thôi là nó cũng đã đau nhất lắm rồi. Và bệnh gút thường nó bị tích tụ các cái tinh thể acid uric tại cái ngón cái, tại vì nó đã lạnh nhất. Và nguyên nhân tại sao bị gút là do mấy cái ông vua, tức là những cái người mà có điều kiện á, cái chế độ ăn của họ, ăn cái gì thì hay bị gút, ăn cái gì thì làm tăng nguy cơ bị gút. Đúng rồi, thức ăn nhiều đạm, hay cụ thể hơn đó là hải sản. Hải sản nè, tôm, ghẹ, rồi cua, thịt bò, bia. Thường là cái bia với hải sản đi chung combo với nhau, đúng không? Ăn hải sản mà không có bia là bắt đầu là kêu khó tiêu. Ăn hải sản uống soda được rồi, không chịu, uống bia nó mới tiêu. Mà bia thì nó cũng được cấu tạo bởi các cái base nitroburin. Và các cái base nitroburin này khi đi vào cơ thể sẽ bị chuyển hóa thành acid uric để đào thải qua đường nước tiểu. Nhưng mà sao bạn? Nhưng mà do hàm lượng acid uric nhiều quá,
dẫn đến là nó bị nhiều dung dịch, nó bão hòa rồi, nó bão hòa trong máu rồi, nó sẽ bị gì, ngưng tụ lại, bị kết tinh lại. Và những cái chỗ nào mà chúng ta không giữ ấm, đặc biệt là các cái bàn chân, ngón chân của mình, bởi vì mình hay tiếp xúc mặt đất, tức là nó lạnh nè, và cũng là cái nơi xa tim nhất, cho nên là nó lạnh nhất. Vì thế nó có nguy cơ bị kết tụ lại các cái tinh thể acid uric tại chỗ đó, nó tạo ra cái khối tô phi, nó gây ra tình trạng viêm nhiễm. Bởi vì các cái tế bào bạch cầu á, thì sao bạn nó nhìn thấy các cái tác nhân lạ lên trên cơ thể thì nó sẽ tìm một cách nó phân giải nó, tìm một cách tấn công nó. Có ăn nội tạng động vật thì có bị luôn em ha. Ăn nội tạng nhiều, ăn nội tạng ví dụ như là gan, lòng, mề đó, thì tất cả thì nó có rất là nhiều acid uric trong đó, nó có rất nhiều bazơ, nitơ trong đó, và nó sẽ bị chuyển hóa thành purin. Xin lỗi, nó bị chuyển hóa thành acid uric, cho nên người ta kiêng ăn nội tạng động vật như vậy ha. Mà đang nói đến đâu ta? Cái acid uric và cái tế bào bạch cầu này nè, nó sẽ tiến lại, nó gì, nó phân giải đó, người ta gọi là hóa ấn động bạch cầu. Và khi nó lại, nó phân hủy cái phân cái tinh thể acid uric này, và tinh thể acid uric nó lớn quá, nó không tiêu hủy được thì sao, thì các tế bào này nó chết và nó giải phóng ra histamine, nó làm tăng tính thấm của cái màng tế bào lên, để cho các cái tế bào bạch cầu nó có thể di chuyển được nhanh hơn, và nó sẽ gây ra tình trạng viêm nhiễm, chỗ đó bị chảy nước nè, chỗ đó bị sưng, bị tấy, bị đau lên. Đó là một cái cơ chế tự vệ của cơ thể thôi, nhưng mà cái cơ chế tự vệ này nó quá đáng quá và làm người ta quá đau đớn. Và tôi thấy một lần, tôi thấy có một người bị gút á, là cái ngón chân cái của họ mà nó to bằng hả, ngón chân cái của họ chắc phải to gấp 5 lần cái ngón chân cái bình thường đó bạn. Tức là nó to kinh hoàng luôn, mà nó lổm chổm, tức là các cái tinh thể acid uric nó bị ứ động lại. Đồng thời là tôi thấy là người ta còn gì, trói lại trên cái xe, bởi vì quá đau đớn thì phải trói tay trói chân lại, không là nên giãy, rất là đau. Nhưng mà vẫn cố mà ăn thôi. Bạn bè nhậu rủ đến là bắt đầu là nhắm mắt như mũi ăn, đến lúc mà bị rồi thì đó là ngồi hối hận. Và đó là khi nãy giờ thầy đang kể là good cup, tức là khi mà cái tinh thể xin nó bị ứ động lại và nó gây bệnh thôi. Bạn thầy á là bằng tuổi tôi thôi, cũng còn trẻ, và làm hướng dẫn viên du lịch ở Phú Quốc. Mà bạn biết là ở Phú Quốc á, là hướng dẫn viên du lịch thì ăn tôm ăn mực, không có rau dưa gì đâu, chỉ có tôm mực, ngày nào cũng tôm mực, mà đến bây giờ là bị gút rồi đó. Còn đang trẻ nha mà bị gút, bởi vì chế độ ăn quá nhiều gì, bazơ, nitơ, quá nhiều các cái đạm, vì thế nó làm dư acid uric. Và cái này là mình đang nói về gút cấp, khi bị gút cấp thì dùng colchicine, chứ không phải lúc nào cũng dùng colchicine. Thế ở đầu khớp cũng dùng colchicine, viêm khớp, thoái hóa khớp dùng colchicine là sai, bởi vì nó là một chất độc. Còn khi nào đối với bệnh gút mãn thì sao, tức là cái nồng độ acid uric trong cái người đó cao, có thể là do sự rối loạn chuyển hóa, và từ đó người ta sử dụng những cái thuốc mà ngăn chặn chuyển hóa thành acid uric, hoặc là tăng đào thải acid uric, ví dụ như haloperidol dùng để giảm cái acid uric trong máu nè. Hoặc là người ta có thể kiềm hóa nước tiểu, có thể sử dụng phương pháp kiềm hóa nước tiểu bằng cách sử dụng những thức uống, những cái đồ ăn mà nó có tính kiềm, hoặc là uống cái baking soda. Cái người mà không bị tim mạch thì mới uống nha, baking soda pha nó, tức là natri bicarbonate á, pha nó thành một cái dung dịch khoảng 5% đó, sau đó là cho vào trong tủ lạnh rồi uống, thì nó sẽ kiềm hóa nước tiểu. Khi nó kiềm hóa nước tiểu á, thì acid uric, khi mà acid uric trong máu đến cái cầu thận nó được lọc á, thì nó sẽ tác động với cái kiềm của nước tiểu này, và nó biến thành acid uric này, nó sẽ biến thành dạng gì, dạng muối urat. Và muối urat thì nó tan tốt trong nước hơn, nên nó sẽ bị đào thải ra nước tiểu nhiều hơn, từ đó nó sẽ giúp làm giảm cái nồng độ acid uric trong máu. Rồi demeconsin thì cũng được sử dụng trong điều trị gút, và độc tính của nó thì ít hơn, và cơ chế của chúng là ngăn cản hóa ứ động bạch cầu. Cái cơ chế của trình viêm đầu tiên phải là hóa ứ động bạch cầu trước, tức là bạch cầu nó gây ra tín hiệu, sau đó là gì, nó mới phân giải các cái tế bào để hình thành nên các enzyme là lipoxygenase A2, và cái corticoid của mình thì ức chế cái lipoxygenase A2 nè, xong rồi nó mới phân giải các acid arachidic này thông qua cái hệ enzyme là cyclooxygenase, thì các NSAID của mình thì nó tức tác động lên cái cyclooxygenase này, nên ở đây colchicine nó là thuộc cái nhóm mà kháng viêm hàng đầu đó. Nó kháng viêm ngay từ bước đầu tiên,
tức là ức chế hóa ứng động mạch cầu. Và cái liều dùng của colchicine chỉ là nhiêu? 0,5 cho đến 1mg trên ngày. Không nhiều, không được nhiều. Nhiều quá là sao? Có nguy cơ ngộ độc. Và dấu hiệu ngộ độc đó là bị tiêu chảy. Tức là khi dùng mà thấy tiêu chảy thì ngưng dùng. Đó là dấu hiệu bị ngộ độc colchicine. Và liều dùng khoảng, bạn thấy cái viên có 1mg mà, thấy không? Và thậm chí ngày dùng có nửa viên, mới vô thì mới dùng nửa viên thôi, hoặc là một viên chứ không bao giờ dùng nhiều, bởi vì đây là một dược liệu, là cái hoạt chất rất là độc nha. Và Việt Nam mình thì không có cây tỏi độc, nhưng mà mình cũng có một cây khác, người ta gọi là cây ngọt ngoẹo. Cây ngọt ngoẹo, hoặc là cây ngoắt ngoẹo, hoặc là cây ngót ngoẹo. Nói chung độc mà muốn ngoẹo cái miệng của mình nó thì đúng. Gloriosa superba. Và cái này thì nó có colchicine đó, nhưng mà người ta thích nó hơn ở cái lĩnh vực là trang trí, bởi vì là nó rất là đẹp. Hoa này giống như là những cái đốm lửa, người ta hay gọi là cây hoa lửa. Và khi mà bạn đi đến những cái siêu thị, ví dụ như Anna Market á, là người ta sẽ bán cái hoa này rất là đẹp. Bữa thầy đi thầy thấy nó cắm này đẹp lắm, thấy chưa? Đó, cây hoa ngọt ngoẹo đó các bạn, rất là đẹp ha. Nhìn tươi quá trời luôn. Vậy là chúng ta xong dược liệu tỏi độc ha. Bây giờ mình chuyển qua dược liệu số tiếp theo, đó là ớt. Mình để cái hình lên mà không có ai khen một câu nào luôn á, thất vọng tràn trề cái lớp này. Capsaicin có trong ớt. Thì capsaicin là alkaloid thuộc nhóm proto alkaloid, cụ thể hơn đó là phenylalkylamine. Và nó làm sao? Nó không có tính gì? Tính kiềm thì sao? Không có tính kiềm. Là do nó được cấu tạo bởi liên kết amide. Và cái capsaicin này thì được dùng để kháng viêm. Nó là một cái hoạt cà và nó có tác dụng kháng viêm, dùng để chữa viêm khớp. Hay ít mẫu Leonurus heterophilus, và cái alkali của nó tên là leonurin, và đây là một cái chất có trong cây ít mẫu giúp co cái tử cung, vì vậy nó giúp hồi phục tử cung sau sanh. Rồi bây giờ mình chuyển qua khung pyridine nha, chuyển qua khung pyridine. Đối với khung pyridine, mình có cây hồ tiêu, lựu nè, câu nè, lobeli và thuốc lá. Đối tượng chính của mình là cây thuốc lá, Nicotiana tabacum, và thuộc họ cà Solanaceae. Phần lớn những cây họ cà nó độc là do nó có alkaloid trong đó. Thành phần hóa học của thuốc lá đó là nicotine, chiếm tới 10%. Nhưng mà cái thuốc lào nó còn nhiều hơn nữa, thuốc lào nó tới tận 16% là nicotine, nó độc hơn. Nên bạn thấy ai muốn thuốc lào là té ngửa ra, bởi vì là hàm lượng nicotine nó quá cao. Bộ phận dùng là lá. Ngoài ra thì còn có các dẫn chất khác, ví dụ như là nọt nicotine, tức là mất đi gốc metin thì chúng ta gọi là nọt nicotine, nicoletin, telin, nicotirin, vân vân. Đây là công thức của nicotine và các dẫn chất của nó. Để thấy không? Đây là nicotine nè, cái bên trái là nicotine, còn cái dưới đây là nọt nicotine, tức là nó mất đi gì? Mất đi gốc CH3 thì chúng ta gọi là nọt nicotine nha. Nicotine được cấu tạo bởi carbon, hydro và nitơ. Vì vậy nó là một chất lỏng, bởi vì nó không có oxy. Và vì là chất lỏng cho nên nó bay hơi được. Và vì nó bay hơi được, người ta có thể chưng cất nó được. Đây là một alkaloid tan được trong nước, có tính kiềm mạnh bởi vì nó có vòng pyridine. Đồng ý nó có hai vòng, như là một vòng pyridine làm cho nó có tính kiềm mạnh, còn cái vòng pyrolidine ở trên, tức là cái vòng năm cạnh đó đó, thì nó là nitơ bậc 3, nó không có tính kiềm mạnh, nó chỉ là tính kiềm yếu thôi. Và đây là cái quy trình chiết xuất nicotine để thu được nicotine bằng phương pháp chưng cất lôi cuốn theo hơi nước. Cái phương sơ đồ này thầy đã phân tích ở phần trước rồi đúng không? Như này các bạn tự xem lại giải thích tại sao dùng kiềm mạnh, tại sao ngưng tụ lại trong axit và ý nghĩa của từng thành phần trong đó. Vậy nicotine dùng để làm gì? Nicotine người ta phân lập ra để bán tổng hợp nên các cái vitamin, vitamin B3, vitamin B như là niacin, nicotinamide.
Đây là một chất kích thích, nhưng mà sử dụng liều cao sẽ gây ức chế, gây liệt thần kinh trung ương và có thể gây nghiện, và gây nghiện nặng là đằng khác, bởi vì đã quen với việc kích thích rồi. Nên là thực tế người ta chơi thu lấy nicotine tinh khiết, ngoài cái việc mà bán tổng hợp nicotine, bán tổng hợp vitamin B ra, thì nicotine còn dùng để làm gì nữa các bạn biết không? Nó được dùng làm kẹo xin gum. Nicotine được dùng trong các cái kẹo xin gum hoặc là kẹo ngậm để làm gì mấy bạn? Nicotine được cho vào trong các kẹo xin gum hoặc là kẹo ngậm. Không phải để giúp tỉnh táo là ai mà chơi cái táo bạo vậy? táo bạo như ngay kẹo xin gum mà. Nghe kẹo xin gum chứ tỉnh táo thì còn trộn nicotine cho tiêu rồi ha, mà người ta dùng để cai thuốc lá ha, khổ quá. Mấy đứa này suy nghĩ thiệt tình luôn á. Dùng để cai thuốc lá, nicotine người ta muốn bỏ đó mà, đúng không? Cho nên là người ta sẽ cho vào trong cái kẹo ngậm hoặc là kẹo xin gum để cho mấy cái ông nghiện thuốc lá là hứa gì hôm nay sẽ cai và ngày mai sẽ cai nè. Thế là đến chiều sẽ làm nửa bao thuốc lá vậy đó. Đó, mấy cái người đó là hết thuốc chữa rồi. Thì lúc đó là cho ăn kẹo xin gum vô, kẹo ngậm chứ nicotine vào. Để gì? Để giảm cái tần số hút thuốc lá lại, để giúp cai thuốc lá, bởi vì nó sẽ cung cấp một cái lượng nicotine giống như hàng ngày hút thuốc lá thôi, và vì vậy nó sẽ giảm đi cái thói quen hút thuốc lá của họ nha. Rồi, đó là cây thuốc lá ha. Hồ tiêu thì là piperin, và cái piperin này á, nó đặc biệt ở chỗ là nó sẽ giúp làm tăng cái sự hấp thu của curcumin. Curcumin có trong nghệ rất là tốt cho cơ thể, nhưng mà nó rất là khó hấp thu. Nhưng mà điểm đặc biệt là khi mà dùng chung với piperin thì nó lại có tác dụng là làm tăng khả năng hấp thu của curcumin lên. Nên là người ta hay dùng phối hợp gì? Tiêu và phải dùng chung với nghệ thì nó mới tốt. Bởi vì nó sẽ làm tăng khả năng hấp thu của curcumin, làm tăng cái tác động của curcumin lên trên cơ thể, ngăn ngừa ung thư, chống oxy hóa gì đó. Lựu, đây là công thức của Belatiarin ha. Câu, arecolin. Và sự tích trầu câu trước giờ mình nghe rồi đúng không? Và cái tục nhai trầu là một trong những cái phong tục có thể là lâu đời, không chỉ ở dân Việt mình đâu mà ở các nước Đông Nam Á người ta vẫn có nhai trầu, và đặc biệt là Malaysia hoặc là Indonesia thì họ nhai trầu rất là nhiều. Malaysia họ nhai trầu nhiều lắm, và họ nhai không chỉ là với lá trầu đâu, không chỉ với câu đâu, mà người ta còn nhai với gì nữa đây? Chúng ta sẽ xét các thành phần có trong một cái miếng trầu ha. Thứ nhất là câu, đây là câu, mũi tên thứ hai thầy đang chỉ đó là lá trầu đúng không, mũi tên thứ ba tôi đang chỉ đó là cái gì đây, mũi tên trắng này thầy đang chỉ đó là cái gì, cái cục bùi nhùi này là nè. Đó là thuốc lá đó mấy bạn. Đó là thuốc lá đó. Và mũi tên tiếp theo tướng với cái nhóm màu hồng hồng này là gì? Là vôi, đúng rồi. Các bạn thấy ông bà mình nhai trầu thường là có câu nè, có lá trầu, đôi khi thì người ta còn cho thuốc lá vô nữa, và cuối cùng là nhai với vôi. Và cái chuyện mà nhai trầu câu để sát khuẩn răng miệng thì đúng, nhưng mà người ta thống kê rằng ai mà nhai trầu câu mà với cái thuốc lá nữa thì nó sẽ làm bị gì? Bị ung thư vòm họng. Và cái đất nước Malaysia, cái số người mà cho thuốc lá vô cho nó có nicotine đấy em, nó có nicotine thì nó kích thích. Và cái việc mà ông bà mình trước đây thì tôi thấy ít ai nhai thuốc lá lắm. Và cái chuyện mà nhai với thuốc lá là thường là ở Malaysia, và cái tỷ lệ người bị ung thư vòm họng á rất là cao, bởi vì là họ nhai chung với thuốc lá, nó có nicotine và các cái dẫn chất vòng benzen nên nó sẽ gây ung thư, làm tăng nguy cơ bị ung thư vòm họng. Và cái chuyện mà nhai trầu câu là cái tục mà để làm sát khuẩn răng miệng á, nhưng mà mình nói theo cái phương diện mà alkalic hóa thì đây là một cái cách mà dùng chất kích thích mà mang tính chất là ngàn năm. Đây là cách sử dụng một cái chất kích thích lâu đời được chấp nhận và nó có cái lịch sử ngàn năm rồi, mà ông bà mình cũng chất chơi lắm ha, phải nhai với vôi mới chịu. Vậy bây giờ mình giải thích nè, tại sao phải nhai với vôi? Bởi vì khi nhai với vôi thì trong cái câu á, nó có gì?
trong câu thì nó có alkaloid tên là arecolin. Đây là chất kích thích thần kinh, nó làm người ta tỉnh táo nè, hưng phấn nè, cũng như là làm tăng tiết nước bọt cho bạn. Thấy khi ai nha chầu thì nhẹ bã bởi vì nó tăng tiết dịch. Nhưng mà tại sao phải cho vôi vô, không có cho mật ong vô nhai cho nó ngọt, hay là cho nước chanh vô cho nó chua chua một chút? Không, mà phải cho vôi vô, đắng đắng nhưng mà lại cần nó. Vì sao bạn cho vôi vô để làm gì? Cho vôi vô để làm gì? Dễ ẹt à? Bây giờ dược liệu mà mình cho vôi vô để làm gì? Nếu nó là alkalit thì mình cho vôi vô để làm gì? Đúng rồi, mình kiềm hóa. Mình sẽ kiềm hóa nó, biến nó về dạng gì? Bazơ. Mà dạng bazơ thì gì? Kém phân cực. Kém phân cực thì sao? Thì khi nhai nó mới hấp thu qua gì? Nó mới ngấm vào trong các cái niêm mạc da, cái phần mạch máu ở dưới lưỡi của mình. Nó sẽ ngấm vào trong máu và vì vậy nó sẽ cho tác dụng. Thì như tôi đã nói, tại sao nhiều người nhai chầu xong có hiện tượng bị say? Thì khi mà nhai chầu á, cái arecolin này nó biến thành dạng bazơ và nó ngấm vào trong gì? Nó ngấm vào trong cái mạch máu của mình và nó là một chất kích thích thần kinh mà. Cho nên là khi mà họ chưa có quen với cái liều lượng như vậy thì gây triệu chứng là bị chóng mặt này, bị nhức đầu này, bị say sẩm, bởi vì là cái arecolin có trong câu nó ngấm vào trong đó. Và nó gây ra tình trạng say sẩm. Và ông bà mình ngày xưa không có biết alkaloid là cái chi mô, chỉ biết là nhai với vôi thì tác dụng của nó tốt hơn. Và mình giải thích là do vôi nó kiềm hóa, nó biến alkaloid thành dạng bazơ, và khi nó là dạng bazơ thì sao, họ sẽ ngấm vào trong cơ thể tốt hơn nha. Như vậy giải thích được tại sao mình nhai với gì, với vôi như thế ha. Rồi dược liệu lobelanin, các bạn về tìm hiểu trong cái lobelanin này công dụng nó để làm gì cho thầy nha, tìm hiểu cho thầy ha. Rồi bây giờ mình chuyển qua nhân tropan, mình có belladone, cài độc dược, và cây coca, và cũng khá là hay cho những cái người mà họ tìm ra được cái hình này. Không, tìm ra cái bông hoa hay ghê không? Người ta xếp thành gì, hình đầu lâu nè, cái bông hoa mà xếp thành đầu lâu, ý chỉ đây là những chất rất là độc. Chúng là các alkaloid khung tropan, đó là atropin, được đặt tên theo thần thoại Hy Lạp đó, atropos đó. Nó là đồng phân DL của acid tropic, nó là hỗn hợp racemic. Hyoscyamine thì nó chỉ là đồng phân L thôi. Scopolamine hay còn gọi là hyoscine, đó là đồng phân L, và chúng được cấu tạo từ tropanol hoặc là scopanol, tropanol hoặc là scopanol gắn với gì, acid tropic. Cocaine thì lại khác. Cocaine thì khung của nó là khung ergonin chứ không phải là khung tropanol. Các bạn chú ý ha, khung của nó là khung ergonin. Nhưng mà nhìn chung thì các alkaloid có trong khung tropan này nó được cấu tạo từ liên kết ester, và dược liệu tiêu biểu đó là cài độc dược datura-methane, solanace. Đặc điểm nhận dạng của cài độc dược hồi học thực hành dược khóa 3, cài độc dược nhận dạng sao? Mình nhìn cái gì? Đúng rồi, mình sẽ nhìn cái lá của nó và cuốn lá của nó. Cuốn lá của nó thì nó sẽ bị gì? Bị lệch. Gốc lá bị lệch. Gốc lá của nó bị lệch, nó không có đối xứng với nhau mà nó bị méo. Thấy không? Đây là gốc lá bị lệch nè. Và đồng thời khi mà người ta xay bột ra thì cái cấu tử mà người ta có thể thấy được đối với bột lá đó là lông che chở đa bào màng lấm tấm có eo thắt. Nhưng mà khi bạn ghi ngắn gọn thôi, lông che chở đa bào màng lấm tấm có eo thắt, thì lông che chở đa bào có eo thắt là được rồi. Lông che chở đa bào có eo thắt. Lông che chở đa bào cái eo thắt, đây là cái cấu tử chính của cái cấu tử chính khi mà chúng ta xay bột cái lá cài độc dược á, bạn sẽ thấy các cái lông che chở đa bào cái eo thắt rất là đặc trưng ha. Thành phần hóa học là alkaloid, chủ yếu là scopolamine và các dẫn chất
atropine. Và cài độc dược thì nó sẽ có hai loại, đó là loại tràn đơn, tức là nó chỉ có một vòng tràn thôi, hoặc là loại tràn kép, nó sẽ có hai vòng tràn. Atropine và scopolamine là sản phẩm ester hóa của acid tropic với khung tropan. Vậy quan trọng đó là cái acid tropic, cái điển hình là acid tropic. Và đôi khi ở trong các cái thử nghiệm hóa học, người ta muốn định tính một cái dược liệu này cho alkaloid thì người ta sẽ định tính cái acid điển hình ở trong đó. Và acid tropic là một ví dụ, bạn chú ý ha, acid tropic là một cái ví dụ điển hình cho cái định tính của cài độc dược. Bởi vì ở cái cài độc dược này, để định tính cái này có phải là cài độc dược hay không, thì người ta sẽ định tính acid tropic ở trong đó. Ờ, cái thông tin này mình học rồi ha, atropine đồng phân DL mình lướt qua nha. Bây giờ mình đi qua phần chiết xuất. Để chiết xuất alkaloid có trong cài độc dược thì mình sẽ áp dụng phương pháp nào đây? Có thể nói phương pháp chiết xuất này khá là thường quy. Nó áp dụng phương pháp chiết bằng dung môi hữu cơ trong môi trường kiềm. Và trong chiết bằng dung môi hữu cơ trong môi trường kiềm á, cái lưu ý là gì? Mình dùng tác nhân kiềm hóa thích hợp thế thôi. Và ở đây họ dùng gì? Họ dùng natri carbonate. Tác nhân kiềm hóa đối với cài độc dược là natri carbonate. Vậy tại sao? Bởi vì trong cài độc dược thì sẽ có atropine nè, rồi natri gì? Carbonate. Nó mạnh hơn atropine. Nhưng mà atropine thì nó mạnh hơn gì? Ammoniac. Ammoniac thì nó mạnh hơn gì? Scopolamine. Ammoniac thì nó mạnh hơn scopolamine, cho nên là bây giờ tôi muốn kiềm hóa scopolamine và atropine thì buộc lòng tôi phải dùng một cái kiềm mạnh hơn, đúng không? Và cái kiềm đó là natri carbonate. Nhưng mà mạnh hơn natri carbonate thì mình có NaOH, thì tại sao mình không dùng kiềm mạnh? Bởi vì mình trả lời là gì bạn? Nếu như mình dùng kiềm mạnh thì liên kết ester nó sẽ bị gì? Thủy phân. Đó là nguyên nhân vì sao mà ở đây mình không dùng gì? Mình không dùng NaOH. Nếu như mình dùng NaOH thì nó sẽ bị gì? Thủy phân. Tương tự như vậy, người ta hỏi bây giờ tôi dùng phương pháp chiết bằng nước axit có được không? Không được luôn. Bởi vì nếu như chiết axit mình dùng nhiệt độ mình đun lên á thì alkaloid nó cũng bị gì? Thủy phân. Do vậy cái phương pháp chiết xuất áp dụng cho cái dược liệu là cài độc dược chỉ có một phương pháp thôi, đó là chiết bằng dung môi hữu cơ trong môi trường kiềm trung bình, cụ thể hơn là trong môi trường kiềm trung bình, tức là natri carbonate nha. Còn lại cái chuyện lắc qua lắc lại, chuyển dạng qua lại như vậy thì nó rất là thường quy đối với cài độc dược rồi, đối với các phương pháp chiết xuất này rồi. Chiết xuất bằng dung môi hữu cơ trong môi trường kiềm như thế nào thì nó cũng sẽ như thế đó. Đến đoạn alkaloid dạng muối á, thì sao? Thì làm thuốc thử chung. Còn đến dạng cắn alkaloid thì làm thuốc thử đặc hiệu. Và nhớ thuốc thử đặc hiệu của cái alkaloid atropine cùng với scopolamine đó là phẩn vitalimorin. Phẩn nó tên là phẩn vitalimorin nha. Và phẩn vitalimorin này nó sẽ cho sản phẩm màu tím hoa cà, cho sản phẩm màu tím hoa cà rất là đặc biệt ha. Giờ chúng ta coi thử cái phản này nó sẽ cho sản phẩm như thế nào nha. Mình xem video nha. Đây. À, khi mà người ta nhỏ KOH vào thì dung dịch nó sẽ chuyển dần sang màu gì? Màu tím. Và cái màu tím này nó sẽ bị màu tím này nó sẽ mất dần theo thời gian. Vậy cái thuốc thử này mình sẽ thấy có KOH nè. Nhưng mà muốn mà làm thuốc thử đặc hiệu thì phải còn có thêm gì nữa bạn? Phải có thêm tác nhân oxy hóa nữa. Và tác nhân oxy hóa đó là acid nitric. Người ta sử dụng bộ ba acid nitric. Đây là tác nhân oxy hóa. Acid nitric là tác nhân oxy hóa, acetone là dung môi và KOH là tác nhân tạo ra môi trường kiềm. Và dưới tác động của ba cái này, dưới cái sự kết hợp của ba cái này thì chúng ta sẽ khiến cho acid tropic. Các bạn chú ý ha, phần này không phải định tính cái khung tropan mà người ta định tính cái acid tropic. Ở trên nó chỉ dương tính với cài độc dược thôi chứ lá coca là không được, bởi vì nó định tính cái acid tropic. Acid tropic nó cấu thành nên atropine, nó cấu thành nên scopolamine mà thôi. Và acid tropic này nó sẽ tạo ra dẫn chất nitro. Và cái dẫn chất nitro này trong môi trường kiềm sẽ cho sản phẩm màu tím hoa cà kém bền, cho sản phẩm
màu tím hoa cà kém bền, được chưa? Vậy thì nhớ ghi nhận ha, phở vitellamorin dùng để định tính cái gì là một, thuốc thử là gì và hiện tượng như thế nào. Cà độc dược thì được sử dụng để chữa ho, hen suyễn, chống xây tàu xe, cái miếng dán mà bữa tôi kể cho các bạn đó ha, giảm các cơn đau quặn ruột, tức là giảm co thắt cơ trơn. Và trước đây cà độc dược được sử dụng như là một, người ta ví như là thần dược chữa đau dạ dày, bởi vì nó là giảm đau dạ dày rất là hay. Nhưng mà thực tế thì nó không có chữa nguyên nhân mà nó chỉ giảm triệu chứng mà thôi. Và hiện nay thì cái hoa của cái loài này người ta còn phơi khô, người ta cuốn lại thành điếu và hút để cho mấy người bị ho, đặc biệt là hen suyễn, hít khí khói nó vô thì nó sẽ gây giãn cơ và về nó sẽ cắt cơn hen suyễn và giảm đi tình trạng hen suyễn. Ở Việt Nam mình thì ngoài cái cây cà độc dược này ra, tức là chứa atropine và scopolamine, đặc biệt là scopolamine rất là độc, đúng không? Thì còn có một cây khác cũng cái thuộc họ cà này nhưng mà độc tính của nó rất là cao. Người ta hay gọi cái tên của scopolamine là hơi thở của quỷ, cho nên cái cây này người ta còn gọi là hơi thở của quỷ luôn. Nhưng mà khi mà bạn lên Đà Lạt á, thì người ta gọi cái cây này cây lo kèn độc. Cây lo kèn độc, đây là hình ảnh của cây lo kèn độc đây. Đây là cây lo kèn độc này, thấy chưa? Các bạn nào đi lên Đà Lạt chơi á, thì chắc chắn em sẽ thấy cây này rất là nhiều, bởi vì nó có rất là nhiều scopolamine trong đó, cho nên các bạn lưu ý để cảnh giác cho người dân nha. Và cũng tôi cũng đã có dịp là tôi chụp hình với cây lo kèn độc này trên đường, tôi đi thấy cái cây lo kèn độc đảo đẹp quá, thế là tôi lại tôi chụp hình. Tấm này hồi đó tôi hơi mập cho nên là thôi thôi mình méo qua bên đi đây. Đó, thấy nửa cái mặt là được rồi. Đó, đây là cây lo kèn độc, cái tràng hoa còn rất là dài và nó có rất là nhiều scopolamine có trong hoa. Bây giờ mình chuyển qua cây tiếp theo, đó là cây coca. Erythroxylum coca. Và đây chính là cái thành phần, cái nguyên cái thành phần mà có cái dược liệu mà người đó người ta chiết ra gì? Cocaine. Khi mà các cái nhà gọi là các nhà nghiên cứu, các nhà khám phá châu lục á, họ đến cái vùng Nam Mỹ và thấy những người dân này họ rất là khỏe, không cần ăn uống gì mà tại sao vẫn có thể trèo đèo lội suối đi được rất khỏe như vậy, thì thấy họ nhai cái lá này và từ đó họ biết đến cây coca. Lá này lá coca. Và ở Việt Nam mình cũng có trồng, hồi đó bên đạo bây giờ bộ môn dược liệu có trồng cái cây coca để dạy cho chúng tôi thực hành dược khoa ba, tức là cũng dẫn ra vườn chỉ nói cái này là cây coca này mấy em. Và tôi cũng là một trong những cái thế hệ may mắn được thấy cây coca trước khi nó bị nhổ. Cái cây coca này cái lá của nó đặc biệt đó mấy bạn, tức là thường một cái lá nó sẽ có cái gân hình xương cá, đúng không? Nhưng mà cái lá cây coca này á, ngoài cái đường gân chính này nè, ở cái đường gân chính này nó còn có hai cái đường viền hai bên, cong cong hai bên nữa, và ở giữa hai đường viền hai bên này nó sẽ có một cái hệ gân phụ xếp song song với nhau, xiết nhau giống như là lông chim vậy đó, rất là đẹp. Ở đó tôi may mắn được thấy cái cây coca, mình đâu có biết cái quy định gì đâu, mình thấy cái cây coca này đẹp quá. Ở đó là mấy thầy mà đi du học về, mấy thầy đem cái cây coca này về á và trồng trong vườn để dạy. Và cái cây coca này là cái loài mà nó không có cocaine, nhưng mà nó có đặc điểm giống như là cái loài coca có cocaine, cho nên là thầy cô trồng để dạy. Nhưng mà khoảng một vài năm sau thì khi mà nhà trường mở cái hệ văn bằng 2, tức là những cái người mà có bằng đại học á, thì họ muốn học thêm dược sĩ thì họ học văn bằng 2 dược, thì trong đó có một ông công an, một anh học viên làm công an, thì ảnh đi qua cái học thực hành dược khóa 3, ảnh vô vườn, ảnh thấy trong vườn có cây coca, thế là ảnh báo lên cấp trên, và cuối cùng là hình như là một thời vài ngày sau thì cái cây coca đã bị bấn hạ, và kết quả là chúng ta đã không còn thấy cái cây coca trong vườn dược liệu nữa. Rất là tiếc, mặc dù cái cây đó không phải là cây có cocaine nhưng mà bị nhổ đi mất tiêu bởi vì nó lỡ mang tên là coca. Thì thành phần hóa học của nó là cocaine có trong lá, và cocaine cũng là một anhydrid được cấu tạo bởi liên kết ster, nó rất là thân dầu. Và đây là thường là coca nó là dạng ma túy, và không phải là người ta kể kê mà nhiều như vậy đâu, chi mà hoang phí vậy, mà người ta sẽ trộn với một cái thứ độn vào cho nó nhiều, cho nó bán với lời, đúng không? Người ta trộn với natri bicarbonate, hay người ta còn gọi là cracking hoặc là snowball. Và tại sao lại trộn với natri bicarbonate các bạn? Biết tại sao người ta trộn với natri bicarbonate không? Giống như chậu câu của mình vậy đó, tức là khi mình trộn với natri bicarbonate á, thì cocaine này nó sẽ biến thành gì? Nó sẽ trở, và nó vẫn sẽ ở dạng gì?
bazơ. Mà khi nó ở dạng bazơ thì sao? Nó sẽ thân dầu hơn, nó ngấm vào trong hàng rào máu não dễ dàng hơn, cho nên tác động của nó sẽ mạnh hơn, phê hơn, kiểu vậy. Nên người ta mới trộn với natri bicarbonate nha. Coca thì được xếp vào nhóm thuốc gây ảo giác và làm ma túy, đang bị kiểm soát và không được sử dụng quá liều thì nó sẽ gây liệt hô hấp. Và nó được dùng là thuốc tê trong các phẫu thuật tai mũi họng là răng hàm mặt. Và các bạn cũng nghe đến cái nước giải khát là Coca-Cola. Vậy theo các bạn, Coca-Cola nó có cocaine trong nó không? Coca-Cola nó có cocaine trong nó không? Các bạn kêu là không, các bạn kêu là có ít nữa kìa. Tường tận quá ha. Coca-Cola bây giờ không có cocaine, nó chỉ có caffeine thôi. Nên là mình lỡ cho mấy đứa nít mình uống coca buổi tối á, là tối nó quậy mình dữ lắm, bởi vì nó ngủ đâu có được, nó có caffeine. Và cái tên Coca-Cola này nó có liên quan với cocaine có. Bởi vì nguyên nguồn gốc của nó là nó được làm từ lá của cái coca thiệt mà. Trước đây Coca-Cola không phải là một nước uống để giải khát, nó là thuốc chữa ho, nó là siro chữa ho thì đúng hơn, nó là siro chữa ho. Vì có một cái ông dược sĩ á, ông bắt đầu ông pha siro ông bán, và nó dùng để chữa viêm họng, chữa ho, chữa viêm họng thì nó gây tê mà đúng không, nó chữa ho chữa viêm họng cho nó giảm kích ứng, nó giảm đau khi mà nuốt nước bọt á, nên là nó làm dạng siro chữa ho. Và cái siro này á, thì không có được ưa chuộng lắm bởi vì nó ngọt quá, người ta không có thích. Và thời đó người ta cũng đâu có biết cái tác dụng phụ của cocaine đâu, người ta vẫn sử dụng để chữa ho, chữa viêm họng hay là gây tê thời đó. Và bởi vì cái siro này ế quá, cái nhưng mà đến một ngày nào đó, một ngày nọ thì có một cái anh bartender, tức là bọn pha chế, thì anh bị viêm họng, anh đem vô bar, nhưng mà khó uống quá, cái ảnh mới trộn với gì, trộn với soda, anh lấy soda ảnh trộn với cái siro chữa ho này uống vô thì rất là ngon. Và rốt cuộc là cái thức uống đó trở nên rất là yêu thích trong cái vũ trường đó. Và dần dần ở người ta mới gì, mới phát triển ra dựa trên cái nền công thức là cái lá của cái coca này nè, trộn với soda, mà người ta mới có Coca-Cola. Và coca là đi từ lá của coca, là lá của cây coca, cola là quả của cây cola, nó là sản phẩm kết hợp của cây coca, lá cola và quả cola, gì? Lá coca và quả cola. Coca thì có cocaine, cola thì có caffeine, kết hợp lại chúng ta có thức uống Coca-Cola ngày trước. Bây giờ thì do FDA người ta cấm cocaine rồi, cho nên là nó không còn cocaine trong cái thành phần thức uống này nữa, nhưng nó vẫn còn thành phần của cây cola, tức là caffeine. Và cái công thức mà để tạo ra thức uống Coca-Cola thì đây là một trong những cái bí mật có thể nói là lớn nhất của lịch sử loài người mình. Và hiện nay chỉ có 2 người trên thế giới biết được cái công thức của Coca-Cola thôi, và 2 người này thì không bao giờ đi chung một chuyến bay, không bao giờ đi chung một cái máy bay, bởi vì lỡ mà có rớt thì tiêu, đúng không? Chỉ là một một người đi máy bay còn người kia không được đi. Đó là một vài thông tin về cái Coca-Cola và cái liên quan của nó đến cocaine của mình ha. Rồi, Belladone thì cái cây này được nữ hoàng Cleopatra sử dụng để làm giải nồng tử nè. Tiếp theo bây giờ mình sẽ đi vào nhân quinolin. Cây đó là cây Cankina, và thầy kể cho các bạn cái sự tích là hỏi cái cây này tên là gì, người ta trả lời là Kina đó, thì đó là Cankina, chữa sốt rét. Đây là cái vỏ thân của cây Cankina. Bạn nhìn vào cái vỏ thân cankina thì đặc điểm đặc biệt của vỏ thân cankina đó là nó có màu đỏ. Vỏ thân của nó thì nó có màu đỏ, nguyên nhân là do nó có tannin. Ngoài alkalis ra thì vỏ thân cankina có tannin, mà tannin này là tannin pyrocatechin, tức là catechin. Mà tannin catechin này hay là acid kinotannic này á, người ta gọi là các tannin không thủy phân được.
mà tên không thì phân được, thì theo thời gian nó sẽ bị gì, oxy hóa, tạo ra sản phẩm có tên là đỏ tannin hoặc là flobafen hay gọi là đỏ tannin. Nó giống như cắn trà của mình, khi pha trà nó bị dính cắn trên cái ấm chén á, à, tạo ra cái màu đỏ như vậy, vì thế mà làm cho cái vỏ cây canh kina này có màu đỏ. Nhưng mà cái thành phần hóa học chính của nó là các alkaloid thuộc cái kiểu cấu trúc là quinolin, gồm có quinine, quinidine, cinchonin và cinchonidin. Bộ phận dùng là vỏ thân, vỏ cành và vỏ rễ, và người ta thường là thu hoạch những cây từ 5 cho đến 10 tuổi. Từ 5 cho đến 10 tuổi. Khi mà cây được 5 tuổi á, thì là hàm lượng alkaloid là hàm lượng alkaloid cao nhất, nhưng mà thường người ta sẽ thu hoạch những cây 10 tuổi. Bởi vì khi mà cây được 10 tuổi thì cái sản lượng của cái phần vỏ thân, vỏ rễ nó sẽ nhiều hơn. Đó, cho nên là người ta thường là để cây đến 10 tuổi người ta thu hoạch. Và Indonesia là một trong những cái khu vực mà trồng nổi tiếng về canh kina, bởi vì nó giống như một cái nguồn dự trữ các cái thuốc mà điều trị sốt rét của thế giới vậy đó. Kinin, canh kina. Hàm lượng alkaloid trong cây canh kina rất là cao, nó có thể lên từ 6 đến 10%. Đây là một trường hợp ngoại lệ, giống như thuốc phiện vậy đó. Tức là hàm lượng rất là cao. Thuốc phiện là từ 20 đến 25%, còn cái này là từ 6 cho đến 10% là những trường hợp ngoại lệ mà alkaloid chiếm hàm lượng rất lớn trong cây. Khi mà soi bột vỏ canh kina thì nó sẽ có các cái sợi, cái vách dày, nhưng mà thực tế nói thẳng với các bạn là không có kiếm được canh kina ở Việt Nam mình đâu. Hồi đó như đâu rồi, trên Đà Lạt cách trồng á, nhưng mà sau đó nó bị cháy mất tiêu rồi, cho nên là chúng ta sẽ không có bột để soi. Thành phần hóa học là alkaloid khung quinolin, quinolin, và quinolin này nó cũng có vòng pyridine, tức là nó có nitơ nè, nên là nó cũng có tính kiềm gì, kiềm mạnh, nó cũng có tính kiềm mạnh, đồng thời nó còn có một nitơ ở trên nữa, vậy thì chứng tỏ quinin này nó sẽ có tạo khả năng tạo ra nó sẽ có khả năng tạo ra hai muối. Nó sẽ có khả năng tạo ra hai muối. Thứ nhất, khi nó tác dụng với axit á, nó sẽ gắn với gì? Nó sẽ gắn với, ví dụ axit sulfuric đi, thì nó sẽ gắn với cái nitơ có tính kiềm mạnh nhất trước. Như vậy nó sẽ tạo ra muối mono, đúng không? Nhưng mà khi mà axit nó nhiều nhiều hơn chút thì nó sẽ gắn với cái nitơ còn lại và nó tạo ra dạng muối disulfuric, disulfat. Dưới đây là monosulfat, còn đây là bisulfat. Nó là do nó có tới hai nitơ, nó có hai nấc kiềm, cho nên nó sẽ có khả năng gì, tạo ra hai muối khác nhau, muối mono hoặc là muối bi. Và điều này tương tự với các thành phần khác của alkaloid này. Ngoài quinin thì quinidin cũng thế, cinchonidin cũng thế, hoặc cinchonin cũng thế, bởi vì chúng là đồng phân hóa học của nhau thôi. Cho nên là nó cũng có hai nitơ, một nitơ mạnh, một nitơ yếu. Bây giờ chúng ta quan trọng là cái phần chiết xuất alkaloid nè. Đây là cái sơ đồ chiết xuất alkaloid có trong cây canh kina. Trong cây canh kina chúng ta bắt đầu phân tích ha. Vì mình sẽ đi vào bước đầu tiên trước là bột dược liệu, bột vỏ canh kina thì được kiềm hóa với gì? Bột vỏ canh kina thì được kiềm hóa với canxi hydroxit và NaOH. Lý do tại sao bạn? Tại sao người ta phải dùng kiềm mạnh trong trường hợp này? Tại sao người ta phải dùng kiềm mạnh trong trường hợp này? Bởi vì muốn kiềm hóa nó thì phải dùng kiềm mạnh, đúng không? Vì quinin thì nó có tính kiềm mạnh là một. Thứ hai nữa là ngoài quinin có tính kiềm mạnh ra thì trong canh kina nó còn có một cái thành phần nữa ảnh hưởng rất lớn đến cái chuyện mà mình kiềm hóa. Đó là thành phần gì mà hồi nãy thầy vừa kể đó? Thành phần gì mà làm đúng? Đúng rồi, cái phức này tạo ra do đâu? Cái thành phần của cái phức này là cái gì? Là alkaloid nó gắn với gì? Tannin, đúng rồi. Không phải là cái phức mà gọi là cái muối tannat thì đúng hơn. Alkaloid ở dạng muối với tannin. Là tannat alkaloid. Chúng ta gọi là tannat alkaloid. Và cái tannin khi mà nó kết hợp với tannin thì cái alkaloid khi mà nó kết hợp với tannin thì
hoặc là mình dùng kìm mạnh để kìm hóa nó, để phá vỡ ra, hoặc là mình dùng axit mạnh. Ở đây thì mình dùng kìm mạnh tức là mình dùng canxi oxit, mình dùng NaOH, sau đó mình xiết bằng benzen. Như vậy thì đây là phương pháp xiết bằng dung môi hữu cơ trong môi trường kìm nè. Đây là phương pháp xiết bằng dung môi hữu cơ trong môi trường kìm. Và nếu có được nhận xét nữa thì dùng benzen thì hơi hơi lố đúng không? Dùng benzen thì độc quá, benzen thì nó gây ung thư. Nên mình có thể thay thế benzen bằng chloroform cũng được. Và sau khi mình kiềm hóa, mình chiết bằng dung môi hữu cơ thì thu được alkalic dạng bazơ. Và ở đây thầy ghi chú là gì? Ghi chú là quinidin nè, quinidin, synconin và synconidin, tức là tôi ghi bốn cái alkalic điển hình trong cây này. Xong rồi thầy hòa với gì? Với nước axit, tức là cái lớp alkalic dạng bazơ này tôi lắc với nước axit. Và axit đây bạn ghi chú cụ thể là 5%, tức là axit này cũng hơi hơi đậm chút, thường là axit 2% thôi, nhưng đối với kinin thì nó sẽ tăng lên 5%. Và sau khi mà cho axit vô thì tất cả các axit này, tất cả các cái nitơ có trong cái phân tử alkalic quinin, quinidin, synconin và synconin này đều được gì? Đều được gắn với axit ở cả hai vị trí luôn, tức là nó sẽ tạo ra muối gì? Muối bisulfat, tức là sau khi cho axit vô rắc lên nó tạo ra muối bisulfat. Và sau khi tạo muối bisulfat rồi, người ta làm gì tiếp? Người ta lại kiềm hóa, đúng rồi, thì biến thành bazơ, bazơ sao muối, muối thành bazơ đúng không? Nhưng ở đây người ta không kiềm hóa bằng kiềm mạnh nữa, mà người ta lại kiềm trong gì? Trong kiềm trung bình thôi. Cái đây là cái hay của họ đó mấy bạn, chỉ sử dụng kiềm trung bình thôi. Và khi sử dụng kiềm trung bình thì cái nitơ nào sẽ bị kiềm hóa, nitơ ở trên hay nitơ ở dưới? Nếu như dùng kiềm trung bình thì nitơ nào sẽ bị kiềm hóa, nitơ ở trên hay nitơ ở dưới? Đúng rồi, nitơ ở trên, bởi vì nitơ ở trên nó yếu hơn, đúng không? Nên nó sẽ bị kiềm hóa trước bởi natri carbonate, tức là mất tiêu đó, nên biết thành thế này. Và như vậy dưới tác dụng của natri carbonate thì nó sẽ kiềm hóa cái nitơ ở trên, chỉ để lại nitơ bên dưới thôi, tức là nó sẽ tạo thành dạng muối gì? Dạng muối mono, có thể là muối monosulfat, nó biến về dạng muối monosulfat. Và để kiềm hóa cái nitơ ở trên này mình có thể sử dụng natri carbonate, đồng ý, nhưng mình có thể sử dụng những tác nhân kiềm hóa mạnh hơn nitơ bậc 3 cũng được, ví dụ như mình dùng NH4OH cũng được luôn, hoặc là mình dùng natri bicarbonate cũng được luôn, bởi vì nó là nitơ bậc 3, mà nitơ bậc 3 thì mình có thể sử dụng những tác nhân này để trả nó về dạng bazơ ban đầu. Thay vì là natri carbonate thì mình dùng ammoniac, nhưng mà ammoniac khai quá cho nên người ta dùng natri carbonate, không dùng kiềm mạnh, vì dùng kiềm mạnh thì kiềm hóa hết nó sẽ không tạo được dạng muối mono. Mà tại sao mình phải quan tâm đến dạng muối mono? Bởi vì muối mono của quinin thì kết tủa. Quinin monosulfat có một độ tan đặc biệt là nó sẽ bị kết tủa. Và khi kết tủa như vậy, họ sẽ thu lấy tủa hòa lại trong nước nóng. Sau đó là gì? Họ kết tinh nó lại và thu được quinin monosulfat tinh khiết để làm thuốc. Đúng không? Đó là cái cách mà họ thu được quinin từ trong dược liệu. Tức là dựa vào độ tan của cái gì? Của muối bisulfat và muối monosulfat. Muối monosulfat thì kém tan, mà muốn có được muối monosulfat thì phải khôn khéo trong cái việc gì? Lựa chọn tác nhân kiềm hóa, tức là phải sử dụng một tác nhân kiềm hóa nửa vời, kiềm hóa một nấc thôi chứ không kiềm hóa hết, để thu được quinin monosulfat. Và độ tan của nó đặc biệt là nó không tan trong nước nhiều nên nó bị tủa. Còn mấy cái anh còn lại thì lại tan tốt trong nước, đó là quinidin, synconin và synconin monosulfat thì lại tan trong nước. Xong rồi người ta làm gì? Người ta cho kiềm mạnh vô để họ kiềm hóa tiếp cái nitơ còn lại, để giải phóng alkalic dạng bazơ. Nhưng trong đây thì synconin lại không tan trong ete, tức là sau khi kiềm hóa xong người ta lắc với ete thì đáng ra alkalic dạng bazơ thì tan trong ete, nhưng synconin thì không tan trong ete, nó nằm trong lớp kiềm và từ đó người ta loại bỏ, người ta thấy người ta lấy được gì? Synconin. Còn trong cái lớp ete này sẽ là hai cái nidin, đó là synconidin và quinidin. Thì synconidin và quinidin này sẽ được loại, sẽ được tách bỏ với nhau, xin lỗi, được sẽ được tách với nhau bằng cách là tạo tủa với muối tartrate. Như vậy thông qua cái việc dựa vào độ tan, họ đã gì? Đã tách được bốn alkaloid có trong dược liệu canakinara để sử dụng làm thuốc, đặc biệt là quinin monosulfat.
Queen and Morrison Pass. Quan trọng là cái nhánh bên trái đó nha. Nhìn lại ha, kim hóa bằng kim mạnh, tại sao? Nhớ nha, dùng benzen, dùng khác được không? Biến thành muối benzen phát, nồng độ axit là bao nhiêu? Xong rồi gì? Kim hóa bằng kim nửa vời thôi. Tại sao? Bởi vì biến nó về monosulfate. Trong muối monosulfate thì cái nào tủa, cái nào tan. Còn đối với những cái thứ tan, người ta kim hóa bằng kim mạnh nè, để kim hóa cái nitơ cuối cùng. Lắc với ete, cái nào không tan trong ete, cái nào tan trong ete. Và để loại bỏ, để tách những thành phần tan trong ete ra thì người ta dùng phương pháp nào? Đó, đó là những cái lưu ý liên quan đến cái quy trình mà chiết xuất anh click ở trong cây canh kina. Và để định tính kinin trong canh kina cũng như là trong các chế phẩm thuốc, người ta sẽ cũng là dùng các cái thuốc thử. Và đây là trường hợp ngoại lệ, tức là dù nó là dạng thuốc thử chung hay là thuốc thử đặc hiệu thì nó đều được tiến hành với dạng gì? Dạng muối. Tức là thầy cô sẽ cho em một cái bột, rồi hỏi bột này có kinin không, bột này có vài bột canh kina không. Em mới lấy cái bột này em kiềm hóa, em chiết với gì chloroform, em thu được cái dạng bazơ, xong lắc với nước axit để thu được dạng muối. Và ở đây hỏi em bây giờ tôi không có dùng phương pháp chiết bằng dung mô hữu cơ trong môi trường kiềm nữa, mà tôi dùng phương pháp chiết bằng nước axit, thì dùng phương pháp chiết bằng nước axit có được không? Bây giờ tôi không chiết bằng dung mô hữu cơ trong kiềm mà dùng phương pháp chiết bằng nước axit thì có được không? Mình dùng phương pháp chiết bằng nước axit có được không mấy bạn? Để biết được alkalit này có chiết được với phương pháp này hay không, mình chỉ quan tâm là gì? Nó có bị thủy phân không? Nó có gì đặc biệt không? Nó có bền vững không? Nếu như mà nó không có gì đặc biệt, nó chỉ là một alkalit thôi, thì nó chiết kiểu gì cũng được hết đó. Kiềm hóa chiết bằng dung môi hữu cơ được, nước axit được, cồn axit được. Và kinin thì sao? Nó đâu có bị gì đâu, nó chỉ là một alkalit bình thường có tính kiềm hơi mạnh hơn xíu thôi. Tức là mình chỉ quan tâm là nếu như tôi chiết bằng nước axit hay tôi chiết bằng dung môi hữu cơ trong môi trường kiềm thì tác nhân kiềm hóa tôi lựa chọn thì phải mạnh hơn nó hết. Còn lại thì dùng được hết. Riêng cái cây cà độc dược thì nó do nó có liên kết este cho nên mình phải lưu ý nó thôi. Còn cái nếu có lưu ý nữa là trong canh kina nó có tannin nè, nên là mình phải dùng kiềm mạnh hoặc là mình dùng gì axit mạnh mà thôi. Cho nên ở đây mình chiếu bằng nước axit vẫn được. Và để định tính kinin á, thì mình có thể sử dụng các thuốc thử đặc hiệu như là hình quang. Và cái thuốc thử hình quang này thực chất là cái tính chất của kinin thôi, đó là nó sẽ có khả năng phát hình quang trong môi trường axit có oxy. Ví dụ như là axit sulfuric, ở đây người ta dùng axit sulfuric ha, hoặc là axit phosphoric, axit acetic, axit nitric đều được. Nhưng nếu như cho thêm vài giọt thôi, chỉ vài giọt halogen hydrochloric, ví dụ HCl hoặc là nước chrome chẳng hạn, nó sẽ bị tắt hình quang ngay lập tức. Đó là tính chất đặc biệt của quinin đó các bạn, người ta dùng để định tính đó là khả năng phát hình quang. Nó phát hình quang trong môi trường axit có oxy và tắt hình quang nếu như có axit không có oxy, đặc biệt là các halogen, nó sẽ bị tắt hình quang. Các bạn nhớ ghi nhận ở đây nha, là tính chất phát hình quang. Và tính chất phát hình quang này được thử nghiệm trong môi trường axit, trong môi trường nước axit, tức là tiến hành với alkalit dạng muối. Phấn thaleo kinin cũng vậy, erythro athaleo tức là màu xanh ngọc, erythrit tức là màu đỏ, và nó cũng là hai phấn đặc hiệu, nhưng mà do người ta dùng nước brom cho nên nó độc, bộ môn này giảm bỏ rồi, bây giờ chỉ có làm phấn hình quang thôi. Nhưng mà kiếm đâu bột canh kina cho mấy em làm, đâu ra bột canh kina đâu mà làm, trên Đà Lạt nó cháy mất tiêu rồi mà. Cái này là người tôi nó phải đi ra chợ đen đó bạn, mua quinin về trộn với mấy cái bột mà cả chanh cả đồ cho mấy em học đó, mà mua khó lắm, bởi vì đâu có bán đâu, quinin người ta không có bán bạn, bởi vì nó là thuốc sốt rét nên là người ta quản lý rất là kỹ. Nó là cái thuốc nằm trong chương trình mà ngừa sốt rét mà, nên là không có cho bán. Vì bạn kiếm mấy cái nhà thuốc không có nhà thuốc nào bán quinin đó, và nếu mà mua bán là bất hợp pháp đó, nên là mua phải mua lén, phải ra chợ đen, liên hệ với chợ đen mua quinin về, họ để làm gì, để dạy học. 12 giờ đêm hẹn nhau chỗ tối tối đem quinin về cho bộ môn,
cha mấy em học nó khổ sở vô cùng luôn. Về tác dụng thì quinine được dùng để làm thuốc chữa sốt rét, diệt Plasmodium falciparum, nhưng mà nó cũng là một thuốc độc cho tim, cho nên là người ta sử dụng rất là thận trọng, không nên được sử dụng lung tung. Hiện nay có nhiều tin đồn nó là dùng chloroquine thì dùng để chữa covid gì đó là tầm bậy, các bạn đừng có nghe nha. Rồi đó là các cái lưu ý của cây cankina, cái cách chiết xuất cũng như là ứng dụng của nó ha. Rồi hôm nay chúng ta đến đây thôi nha, tuần sau mình sẽ bắt đầu với dược liệu khung quino, isoquinoline, và cái đầu tiên sẽ là cái thuốc phiện rất là hay ha. Các bạn về tìm hiểu thử cái này cho thầy nha. Rồi có ai đặt câu hỏi gì không?